Một hồi như chuông bạc dễ nghe thanh âm bồng bềnh ở khắng khít mặt đất bên trong, hơi có vẻ vẻ chế giễu cùng khinh thường. Sự việc thay đổi càng ngày càng có ý tứ, ngươi lại xuất hiện, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi trước đây chấp chưởng ngọn lửa lại sẽ bị một con kiến hôi đạt được. Thật lâu không gặp, huyết hoàng tộc nữ đế. Tà Long Chu Hồn Kiếm phát ra khen ngợi, trên 9 tầng trời, một con phượng một kiếm, đem cả tòa mặt đất thiên cơ đều là che đậy đi. À, ngươi lại biết ta. Vạn trượng huyết hoàng vỗ cánh, thí thần địa ngục không gian không chịu nổi cái này uy áp kinh khủng, ngay tức thì chính là cắt rời ra vô số tiếng lóng, hỗn độn hơi thở bắt đầu không ngừng tràn vào, thí thần địa ngục bắt đầu tiêu vẫn. Nháy mắt vĩnh hằng. Tựa hồ là vì cùng thánh thiên thần hỏa leo nói giao dịch, Tà Long Chu Hồn Kiếm thân kiếm run một cái, cả tòa thiên địa thời không đều là ở ngay tức thì động lại đỉnh cách. Không tệ thủ đoạn. Huyết hoàng linh vũ run một cái, không gặp bờ bến chỗ thiêu đốt đỏ tươi ngọn lửa màu đỏ như máu vũ rực hạ, đầy trời đẹp lạ thường màu máu linh vũ rơi xuống, màu lửa đỏ hoa hồng đâm rách mây màu, vào mắt đều là hoa thơm chim hót, làm xương trắng sông máu. Quỷ dị trong địa ngục tim. Một đạo người khoác màu máu phượng hà quần dài bóng đẹp chậm rãi đi ra, chân ngọc cao gầy, đạp bể dưới chân vô số óng ánh xương trắng, trôi giạt như thiên tiên tới. Người đến ra như nõn nà, màu máu đỏ con ngươi bên trong lộ hết sẽ quyến rũ, một nhăn mày một thốc gian đều là điên đảo thiên địa, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, làm vỡ nát Tà Long Chu Hồn Kiếm đầy trời sát ý. Các hạ thật là thủ đoạn. Tà kiếm cửu lần nữa lâm không, quan sát mặt đất trên uyển chuyển dáng người. Mở miệng nói, người ta liên thủ, đánh ra một giới này, để cho huyết hoàng tộc tổ tiên tái hiện quang vinh, đến lúc đó vạn khư coi là cái gì, vũ hoàng cổ đế coi là cái gì, không không lúc nào không lại coi là cái gì. Thiên tiên vậy cô gái nhưng là đối với lần này nhìn hờ hững, dửng dưng mở miệng nói, chỉ bằng ngươi. Một cái bị kiếm linh định đoạt con rối mà thôi, vậy dám mở miệng nói bừa xưng bá không không lúc nào không. Tà kiếm cửu cũng là cười một tiếng. Cường thế đáp lại, bằng cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, liền ngươi một chút uy thế đều không cách nào nắm trong tay, liền có thể tin. Hắn Tà Kiếm Cửu ỷ mình vạn năm trước cũng là ngạo thị thái thượng thế giới một đời tuấn tài, thậm chí là không không thời không một ít tồn tại, cũng bị hắn chém chết qua, tự hỏi một cái luân hồi chi chủ, không đáng giá để ra. Năm xưa huyết hoàng tộc, nhất giới vô địch tồn tại, luân lạc hôm nay, không cũng giống vậy cúi đầu. Tà kiếm cửu sững sốt cười một tiếng, người ta liên thủ, long phượng hợp lực, tất nhiên có thể để cho cái này thế gian vạn vật thần phục, nắm giữ nhất giới. Nữ đế như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, người kiếm linh này, có chút ý tứ. Thấy huyết hoàng tộc nữ đế trong lòng có nơi dị động, tà kiếm cửu trong mắt nụ cười sâu hơn, giải thích tiếp nói, hôm nay người vậy là mới vừa hồi phục, người ta xính bàn về tranh đấu, lưỡng bại câu thương, sao không bắt tay chung sức hợp tác. Ẩn núp vạn năm, là được định đỉnh thế giới hiện thật càn khôn. Nói xong, Tà Long Chu Hồn Kiếm hàn mang chớp mắt, địa ngục bên trong lan tràn hỗn độn khí tức đều là hơi chậm lại. Huyết hoàng tộc nữ đế ánh mắt đông lại một cái. Đồng ý, hợp tác như thế nào? Trầm ngâm một hồi lâu sau, người đẹp yêu kiều cười nói. Dĩ nhiên là, Long Phượng Hòa Minh, Tà Kiếm Cửu quỷ dị cười một tiếng, Tà Long Chu Hồn Kiếm hơi thở cũng là tách thả ra ra. Dầm ý leo lên. À, nữ đế tà áo hạ thon dài như ngọc bích chân chậm rãi đưa ra, thẳng đến bắp đùi bộ, thần bí mang đều là như ẩn như hiện, làm người ta huyết mạch phún trương. Môi mỏng nhẹ nhàng khải hợp, chỉ là một đạo ánh mắt, liền đủ rối loạn càn khôn. Không thể không nói, thời khắc này nữ đế và thiên nữ so sánh đều là không xính hơn để cho. Tà kiếm cửu hóa thành lúc trước người đàn ông đồ đen hình dáng, dựng thân trên hư không. Nhìn sắp nhập trong lòng người đẹp, cười to nói, ông trời tác hợp cho, Long Phượng Hòa Minh. Mảnh khảnh lắc mình ôm vào trong ngực, Tà Kiếm Cửu ngửi cái này hoa hồng màu máu thanh thơm, một hồi ý loạn thần mê. Đưa ngươi một kiện lễ ra mắt. Nữ đế nhẹ giọng khép mở, đầu ngón tay ở Tà Kiếm Cửu trên lồng ngực nhẹ nhàng họa vòng. Cái gì? 10 viên xá lợi. Huyết hoàng tộc nữ đế quỷ mị cười một tiếng, môi mỏng bên trong 10 đạo Phật quang tản ra. Thẳng đánh vào Tà Kiếm Cửu thất khiếu bên trong. Oanh! To lớn kim quang ngay tức thì đem hắn thân xác biến dạng, một đạo thống khổ quát chói tai tiếng vang lên. À! Tà Long Chu Hồn Kiếm hơi thở đang điên cuồng bạo tăng, nhưng làm sao 10 đạo Phật mang từ thân kiếm lượn lờ, từng đạo Phật âm khốn buộc thân kiếm, phòng ấn nó khí sát phạt.
Con đê tiện. Một tiếng quát chói tai, một kiếm khuấy động thí thần địa ngục càn khôn, nó muốn liều chết đánh một trận, hoàn toàn hủy diệt giới này. Thu. Một tiếng phượng hót, nữ đế hóa thành vạn trượng huyết hoàng phóng lên cao, vỗ cánh dưới, từng cây một linh vũ thiêu đốt tiên ngọn lửa màu đỏ nhô lên lên, ở bổ thiên. Một tôn máu phượng dựng thân thiên địa, ngẩng đầu có thể xúc tinh thần, móng bữa có thể bể mặt đất. Thằng nhóc, người không ra tay nữa, giới này vỡ nhỏ, các người mạng nhỏ cũng mặc kệ. Lúc trước tà kiếm cửu lường được cũng không sai, huyết hoàng tỉnh lại một món thần hồn sau thực lực, cùng tà long chu hồn kiếm bất quá như nhau tới giữa. Thái thần mặc dù đã bước ra một bước kia, nhưng khoảng cách chân chính trên đó, vẫn là hơi kém một bậc. Kiếm 7, tạo hóa thiên hạ. Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, khua kiếm giết ra, sử dụng trảm thiên cửu kiếm kiếm thứ 7. Đương thời kiếm chém ra, thiên hạ vạn sự vạn vật, tựa như đều bị trấn áp. Uy mãnh tạo hóa thần uy, dung chuyển hoàn vũ, cuốn lên mưa gió, cả thế giới cũng dung chuyển lên. Chẳng biết lúc nào, chân trời một đạo kiếm mang chậm như minh tinh vậy bay lên, ở tia sáng kia chiếu sáng bốn phương dưới, hết thảy hủy diệt sức sống đều ở đây hồi phục. Chính là Diệp thần, hắn quanh thân, một tầng nhàn nhạt Phật mang bao phủ, theo một kiếm ra, tầng kia vầng sáng cũng là dần dần tiêu tán đi. Ha ha ha, tà long chu hồn kiếm ý chí là bất diệt, lão lừa ngốc, ta sẽ còn trở lại. Tiện tì, chờ ta xuất thế lúc đó, chính là ngươi cùng tiêu vẫn ngày. Tà kiếm cửu cười lớn một tiếng, vui mừng không sợ. Tà long chu hồn kiếm hơi thở nhảy lên tới cực điểm, nhưng làm sao 10 viên xá lợi ánh sáng quá mức chói mắt, liền cả tòa bị hoàn toàn hủy đi địa ngục đều là đang từ từ hồi phục. Đinh! A-di-đà Phật! Bốn âm không ngừng vang vọng, tà long chu hồn kiếm sau cùng mũi nhọn liếm hết sức, trận chiến này, coi như là hiểm thắng. Hụ hụ! Diệp thần nhìn 10 viên xá lợi toàn bộ vỡ nhỏ, đánh vào thân kiếm. Trong lòng có cổ khó mà danh trạng ý, lau đi trong miệng máu tươi, hắn nhìn trong hư không đứng yên thân kiếm. Tà long chu hồn kiếm. Lúc này tà long chu hồn kiếm, thần lực bị hoàn toàn phong ấn, nguyên thanh kiếm thân, toàn thân có mực đen sắc, một cái dương nanh múa vuốt hắc long quanh quẩn trên đó. Oanh! Diệp thần chỉ là nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, tà long mâu gian chính là hung quang không ngừng, tà kiếm cử một kiếm tấn công tới. Quả nhiên, lấy trước mắt năng lực, chỉ có thể tạm thời phong ấn chuôi này hung kiếm. Một kiếm nắm trong tay, Diệp thần tay phải truyền tới một cổ đau nhói cắn trả cảm giác, huyết khí bị rút đi không thiếu. Tên này sớm muộn xuất thế lần nữa, cùng vậy 10 viên xá lợi tử Phật quang cháy hết, chính là ân oán hoàn toàn kết lúc. Một đạo sâu kín giọng nữ vang lên, chẳng biết lúc nào, huyết hoàng tộc nữ đế đã đứng ở Diệp thần sau lưng, đang nhìn hắn. Ách! Diệp thần trà sát tay. Chợt lúng túng nói, mới vừa sự việc, đa tạ. Không khách khí, cầm mệnh thường cũng được. Nữ đế khẽ mỉm cười, tuyệt đẹp gương mặt bên trên, ý định giết người không giảm phân nửa, Diệp thần lông tơ đảo thụ, đàn bà trước mắt này, tuyệt không có mở ý đùa giỡn. Có thể hay không? Mới vừa muốn mở miệng nói gì Diệp thần, nhưng là thấy nữ đế lông mi mau nháy mắt, hỏi, làm sao, ngươi là muốn hủy ước? Diệp thần hít sâu một hơi. Kêu tự nhiên không phải, ta có thể không giống như là vậy tà kiếm cửu lưu, nói tự nhiên làm được. Nhưng ngươi như thế nào kết luận, ta không làm được đâu. Huyết hoàng tộc nữ đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ luân hồi chi chủ. Không biết tự lượng sức mình thôi. Lấy hắn thực lực, cái này đại thế sẽ không lại có hắn lớn lên quá nhiều không gian, mặc dù là luân hồi chi chủ, chỉ cũng có chết hiểu có thể. 5 năm. Diệp thần ánh mắt kiên nghị. Đưa ra tay phải, 5 cây mang máu ngón tay trên đó tí hành động đã sớm khô khốc. Cho ta 5 năm thời gian, nếu không có thể làm huyết hoàng tộc lại xuất hiện thế gian, người tùy thời có thể giết ta. Lúc đầu, 10 viên xá lợi vào cơ thể đồng thời, cái này cổ cường đại lực lượng cọ rửa hạ, đã sớm tỉnh lại thánh thiên thần hỏa đã từng là một chút thật hồn, hai người làm giao dịch. Liên liên Diệp thần mình cũng không có đem cầm, người phụ nữ này sẽ không đồng ý. Nhưng lúc đó đối mặt tà long chu hồn kiếm, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. À! Huyết hoàng tộc nữ đế mỉm cười cười một tiếng, đưa ra cánh tay ngọc nhàn nhạt nói, ta có thể không thời gian lúc nào cùng ngươi chơi, thật sớm nhập luân hồi đi. Chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ra. Rắc rắc! Mới vừa tự chữa tốt thí thần địa ngục hư không nổ bể ra, một bóng người lao ra, chính là Thái thần. Oanh!
hai mạnh giao chiến, màu máu đỏ tà áo lay động, nhìn người đến. Tiền bối. Diệp thần thấy thái thần yên ổn, mặc dù bị thương, nhưng không lo lắng tánh mạng. Xem ra ý trời như vậy, cũng được, 5 năm này ta sẽ nhìn ngươi, vậy sẽ tùy thời muốn ngươi mạng nhỏ. Nhớ ước định của chúng ta, nếu không đến lúc đó coi như Nhâm Phi Phàm ở bên người ngươi, vậy không giúp được ngươi. Người đẹp quỷ mị cười một tiếng, chợt hóa thành lau một cái huyết quang tràn vào Diệp thần giữa lông mày, ở trán hắn chỗ, một món lửa mang dấu vết như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới. Nơi nào đó không biết tên bên trong không gian, thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Tuyết cơ vậy nha đầu trở về. Đúng vậy lão tổ, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ là... ra chút bất ngờ. Người kia có chút muốn nói lại thôi. Nói. Thái thượng công đức chiến càng ngày càng gần, nhưng mà... chìa khóa thất lạc, còn nữa, tựa hồ ở thí thần địa ngục có thần hỏa bản nguyên khí tức. Cái gì, cha cho ta, ở chỗ này thời gian, cầm tuyết cơ giam lỏng, đến khi sự việc lộ chân tướng sau. Thứ gì đều có thể ném, duy chỉ có vậy chìa khóa không thể ném. Còn như vậy thần hỏa bản nguyên khí tức, sợ rằng và truyền thừa có chút quan hệ, người cũng phải điều tra một phen. Đạo thanh âm kia rõ ràng tràn đầy tức giận. Phải, ta lập tức đi làm. Hình ảnh quay về. Diệp thần tự nhiên không biết tuyết cơ cảnh ngộ, thời khắc này hắn đang đối mặt với thái thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì, mới vừa người phụ nữ kia khí tức trên người không đúng. Rất hiển nhiên, thái thần cảm giác được quen thuộc hơi thở, thế nhưng ngưng thực sát ý, nhưng lại chân thực bất quá. Diệp thần cười khổ một tiếng, lúc này mới lên tiếng giải thích. Lúc đầu, đạo linh lửa nhan tuyền nhi luyện hóa thánh thiên thần hỏa bên trong, thật ra thì một mực có một chút căn nguyên lực còn sót lại ở trong cơ thể hắn chưa từng luyện hóa, đây cũng là trực tiếp đưa đến Diệp thần không cách nào phát huy thần hỏa chân chính hủy thiên diệt địa uy thế. Mà cùng tà kiếm cửu đại chiến bên trong, 10 viên xá lợi Phật mang tịnh hóa chi lực có thể nói thế gian ít có, lại là tỉnh lại ngủ say lửa hoàng. Thánh thiên thần hỏa bị ngươi dung vào đạo linh lửa và luân hồi huyết mạch, đúng là không cách nào chóc, nhưng nếu là vận dụng một ít thủ đoạn, nói không chừng thật có thể giải quyết. Thái thần cao mày, đây cũng là vì sao tà kiếm cửu thấy lửa hoàng và tội ác thuyền sau đó, động lòng chắc ẩn nguyên nhân. Tà kiếm cửu nếu như đạt được tội ác thuyền cùng với lửa hoàng lực lượng, sợ rằng không ra 10 năm, cũng có thể uy hiếp vũ hoàng cổ đế địa vị. Đỉnh cấp lúc đó, hở một tí có thể hủy diệt nhất giới khủng bố tồn tại, trong thiên hạ võ giả, đều là điên cuồng, dĩ nhiên vậy bao gồm hướng tới lực lượng tà ác tà kiếm cửu. Cho nên ta và vậy huyết hoàng tộc nữ đế có đàm phán. Diệp thần dừng một chút, hơi thêm suy nghĩ sau đó, cân nhắc từng câu từng chữ nói, ta đáp ứng huyết hoàng tộc nữ đế, hợp lực vận cổ tà kiếm cửu, mà giao dịch là được. 5 năm, giúp huyết hoàng tộc tái hiện thế gian. Thái thần nghe được câu này hơi ngẩn ra, từ mới vừa huyết hoàng tộc nữ đế thái độ tới xem, nàng vậy căn bản không tin một cái chém ra cảnh tiểu tử, có thể ở trong vòng 5 năm trưởng thành đến cái loại này nghịch thiên trình độ. Như thì không cách nào hoàn thành, giá phải trả là được. Chết! Thái thần nhìn về phía Diệp thần, an ủi, người thành tựu luân hồi chi chủ, lớn lên tốc độ tất nhiên vượt xa hết thảy. Vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên cũng không ngăn được ngươi, ngươi sợ cái gì? Đến lúc đó coi như 5 năm ước hẹn thật thất bại, có luân hồi hộ đạo giả Nhâm Phi Phàm ở đây, ngươi còn có cái gì tốt sợ hãi? Bất quá dưới mắt khó giải quyết phải, người phụ nữ kia và người đạo linh lửa hoàn toàn liên quan, rất khó đem tước đoạt. Nói tóm lại, tu hành nhớ lấy mong cầu cái viễn vông xa vời, lấy ngươi năng lực, bước này ngược lại là chưa chắc không thể thử một lần. Diệp thần gật đầu một cái, rồi sau đó nghĩ tới điều gì, rút ra long lanh trong suốt tà long chu hồn kiếm, đem phúc tại lòng bàn tay tới giữa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình lực lượng đang trôi qua. Cái này tà long chu hồn kiếm, cho dù là ở thái thượng thế giới, cũng là không thể có nhiều chí bảo, mặc dù không bằng ngươi thần hy chi phong và luân hồi thiên kiếm, nhưng giữ ở bên người, cũng có thể làm là một đại sát khí. Bất quá Diệp thần, kiếm này tận lực không nên dùng. Thái thần dặn dò Diệp thần, không phải vạn bất đắc dĩ, không được vận dụng kiếm này, một khi hiện thế, cần được nhổ cỏ tận gốc. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, thiên linh tông. Tuyết cơ sư tỷ, một vị cô gái đầu trắng giờ phút này tựa hồ có chút hưng phấn, hướng một phương hướng gọi tuyết cơ tên chữ. Nơi đó là tuyết cơ cư trú đền.
Cô gái đầu trắng tên là Thanh Khê, ở Thiên Linh Tông thân phận khá là tôn quý, nàng cũng là Tuyết Cơ ở bên trong tông môn quan hệ tốt nhất tồn tại. Tiểu thư, xin trở về đi. Trước điện mấy tên hộ vệ nhưng là thẳng ngăn cản nàng đường đi, cái này một lần hành động, ngược lại là làm được Thanh Khê sửng sốt một chút. Ta trước đây không lâu chính là nghe, Tuyết Cơ sư tỷ trở về tông môn, một người xông hung hiểm thí thần địa ngục bí cảnh, thật là quá khốc. Thanh Khê lời nói tới giữa, không che giấu chút nào đối với Tuyết Cơ sùng bái tình, lửa nóng ánh mắt thẳng tiến lên đón mấy tên hộ vệ vậy lạnh như băng con ngươi, lúc này nàng mới ý thức tới xong việc tình hữu chút không đúng lắm. Tuyết Cơ sư tỷ đâu? Thanh Khê vẻ mặt biến đổi, mở miệng hỏi nói. Mấy tên hộ vệ không lên tiếng, Thanh Khê sau lưng truyền đến hài hước thanh âm. Tuyết Cơ, ngươi là nói cái đó cấu kết người ngoài, mưu toàn tiêu diệt Thiên Linh Tông truyền thừa tiện chủng. Thanh Khê quay đầu lại nhìn lại, thấy người đến, cũng là cười lạnh một tiếng, nói ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thanh Linh chó, sáng sớm đi ra cắn bậy người, thật xui. Ngươi, Thanh Khê nói tiếp, ta cái gì? Làm sao, nhà ngươi chủ tử sẽ không lấy là, Tuyết Cơ sư tỷ địa vị là nàng có thể dung chuyển chứ? Nghe được Thanh Khê mà nói, người tới ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, chợt khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng. Cùng nàng có thể từ Thiên Trọng Lầu đi ra rồi hãy nói. Đúng rồi, Thái Thượng Công Đức Chiến càng ngày càng gần, gần đây tông môn thi đấu, nhưng mà quan hệ đến Thiên Linh Tông hạ một đời tông chủ người được đề cử cùng với Thái Thượng Công Đức Chiến tham gia thi đấu cơ hội. Vậy chập chờn yêu mị dáng người lại nữa nhìn thẳng nhìn thấy rõ khe suối, xoay người rời đi. Thiên Trọng Lầu. Không rõ cho nên Thanh Khê lúc này thân hình run lên, đây chính là Thiên Linh Tông trừng phạt trọng phạm thiên lao. Vừa vào trong đó, cửu tử nhất sanh. Tương truyền Thiên Trọng Lầu vẫn cùng 9 tầng trời thần thuật đại Thiên Trọng Lâu trưởng có một chút liên quan. Tiến vào Thiên Trọng Lầu, không phải ý nghĩa Tuyết Cơ sư tỷ đang bị hành hạ. Đáng chết. Thanh Khê suy tính chốc lát, tựa hồ hạ định quyết tâm, cực nhanh hướng Thiên Trọng Lầu đi. Làm đi tới Thiên Trọng Lầu ngay tức thì, chính là một đóa thanh liên hư ảnh hiển hóa, từ ngọc đổ bê tông nguy nga cung điện cửa ngay lập tức liền bị một đạo lực lượng thẳng đập bể. Người nào dám can đảm xông Thiên Trọng Lầu? Một hơi thở tới giữa, một cái lửa giận ông già lộ ra thân hình, lửa giận bốc ba trượng ánh mắt một số gần như giết người, có thể khi nhìn thấy người đến sau đó, lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt ủ rũ xuống. Tiểu tổ tông, ngươi làm sao tới? Thấy Thiên Linh Tông nhất làm người nhức đầu công chúa nhỏ tức giận xông lên vào tới này, cụ già cũng là dự chủ tới một hai. Nhị gia gia, Tuyết Cơ sư tỷ phạm vào đại sự gì, vội vàng đem nàng từ Thiên Trọng Lầu thả ra, nếu không cùng gia gia ta trở về, ta nhất định để cho hắn phá hủy cái này Thiên Trọng Lầu. Thanh Khê một chút không khách khí, đi lên chính là bắt lại cụ già tròm dâu hoa dâm, một hồi lôi kéo. Ngừng ngừng ngừng, tiểu tổ tông. Cụ già một mặt cưng chiều nhìn thiếu nữ trước mắt, đưa tay làm ra cầu xin tha thứ cử động, Thanh Khê cũng là tức giận nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cụ già khẽ than một tiếng, nói, à, không phải ta không muốn, chỉ bất quá lần này, không phải đại trưởng lão mệnh lệnh, mà là. Cụ già một tay chỉ thiên, bất đắc dĩ nói. Thanh Khê trợn to tròng mắt, ngài là nói, không hỏi thế sự lão tổ tông lên tiếng. Nhưng mà, tại sao à? Từ Thiên Linh Tông vị kia Thiên Linh đạo nhân vẫn thân thí thần địa ngục sau đó, Thiên Linh Tông từng trải qua một đoạn thời gian tối tăm không ánh mặt trời lục đục, ngoại giới mắt lom lom, nội bộ nhưng lại là theo đuổi tâm tư của mình, tranh đấu không nghỉ. Cuối cùng, do đại trưởng lão chỉ mâu, tạm thay mặt tông chủ một chức, cũng ước định tông chủ người thừa kế từ ưu tú con em đời sau chúng tuyển rút ra, đại trưởng lão cũng không con cháu lại làm người công bình, trong chốc lát cái này mới thở bình thường nội loạn. Đầu ngọn gió đang thịnh chính là đời trước tông chủ đệ tử thân truyền Tuyết Cơ, cùng với tam trưởng lão tôn nữ, Thanh Linh. Đời trước tông chủ trên mình Thiên Linh Ngọc Ấn, người biết chưa? Cụ già chậm rãi mở miệng nói. Người nói đúng tông chủ tín vật. Thanh Khê tự nhiên biết rõ, nguyên định tông chủ người thừa kế vốn là Tuyết Cơ không thể nghi ngờ, nhưng Thiên Linh đạo nhân bỏ mình, lại mang đi Ngọc Ấn, trong chốc lát bên trong tông đối với Tuyết Cơ cũng rất có lên án. Cuối cùng ở đại trưởng lão dưới sự chủ trì, tuyên bố lần nữa tuyển chọn hạ một đời tông chủ quyết định. Nên không phải là vì cái đó hư không mờ mịt truyền thừa chứ. Thanh Khê nghĩ tới lão tổ tông nhúng tay chuyện này duy nhất có thể, nhưng lại là mở miệng nói, không được, ra ra nếu là trở về biết, khẳng định sẽ đánh đập tàn nhẫn.
cho nên lão tứ trước mắt không có ở đây, có người động lòng chắc ẩn. Cụ già khẽ thở dài. Thật chẳng lẽ có truyền thừa? Thanh Khê kinh ngạc nói. Cụ già nhưng là khoát tay một cái, nói, lão tổ tông để ý sự việc, có người liền sẽ đại tố văn chương. Tuyết cơ ở thí thần địa ngục mang về tông chủ di thể, đây là chuyện tốt. Thế nhưng ngọc ấn, nhưng là thất lạc. Thanh Khê tựa hồ rõ ràng liền cái gì, quyết định thật nhanh nói, tuyết cơ sư tỷ tuyệt sẽ không phản bội tông môn, cái này trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Cụ già cười khổ một tiếng, ẩn tình. Chính là cái này cái gọi là nội tình, mới có cục diện dưới mắt. Yên tâm đi, nàng chỉ là ở thiên trọng lầu tầng thứ nhất đối diện tường suy nghĩ mà thôi, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Thanh Khê im lặng, đối phương chỉ muốn mượn này để cho tuyết cơ bỏ qua thi đấu và thái thượng công đức chiến mà thôi. Còn như vì sao lời đồn đãi tuyết cơ phản bội tông môn, nhưng cũng không là huyệt chống tới gió, căn cứ tin tức, là vì một người. Một cái tựa hồ kêu Diệp Thần tiểu tử. Cụ già ánh mắt ngưng trọng nói. Diệp Thần, chẳng lẽ là luân hồi chi chủ cái đó Diệp Thần? Thanh Khê chân mày cao lại, tựa hồ ở trong trí nhớ lục soát cái gì, một hồi lâu sau mở miệng nói, tên này trước đoạn thời gian còn không phải là suýt nữa bị Vũ Hoàng cổ đế chu diệt sao? Hắn vì sao sẽ dính dấp đến tuyết cơ sư tỷ? Chẳng lẽ tuyết cơ sư tỷ bây giờ là luân hồi trận doanh? Không đúng, thế gian kêu Diệp Thần thiên thiên vạn vạn, nói không chừng là những người khác. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Thanh Khê chính là không dây dưa nữa, nói, đa tạ nhị gia gia thật tình cho nhau biết, Thanh Khê lui xuống. Thiếu nữ giờ phút này cũng không có sẽ cùng cụ già đùa giỡn tâm tư, chuyện liên quan đến tuyết cơ tương lai, vô luận như thế nào, nàng cần đánh một trận. Cụ già nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Khê bả vai, an ủi, yên tâm đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Đợi đến Thanh Khê sau khi đi, chỗ xó xỉnh nhưng là truyền ra một đạo mịt mờ thanh âm. Cười nói, xem ra nhị trưởng lão cũng xuống định quyết tâm. Mượn cô gái nhỏ này tay, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Tới Vu lão tứ. Cụ già không nhịn được nói, ân huệ ta đã trả, chuyện về sau, ta không nhúng tay nữa. Ha ha ha, người vẫn là cân nhắc một tí, không vì cái gì khác, vì ngươi bảo bối cháu trai, hắn nếu như từ vậy nhất giới trở về, tông môn định sẽ hết sức nâng đỡ. Thậm chí là thái thượng công đức chiến bên trong bắt lại hạng, cũng không từng không thể. Đa bảo thiên quân nhưng mà đáp ứng chúng ta. Bóng mờ chớp mắt, chính là im tiếng biệt tích, không có tung lên một chút gợn sóng. Cùng lúc đó, Diệp Thần chuyện chỗ này, Diệp Thần liền chuẩn bị biến dạng hư không trở lại Tinh Nguyệt Thần Giáo. Cũng không biết Tư Thanh có chưa có trở về, lần này, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Vì sao một chút tin tức cũng không cảm giác được, kỳ quái. Nếu như Tư Thanh chân thực không xuất hiện, vậy thôi Sán Tinh Hải cũng không cần cùng nàng. Bất quá, ở Thái Thượng Công Đức tiền chiến, nếu như Kỳ Tư Thanh còn không có tin tức gì trở về, có lẽ thật có thể xảy ra chuyện. Diệp Thần không khỏi có chút lo lắng, Kỳ Tư Thanh tính cách hắn quá hiểu. Bất kể là cái này nhất thế, vẫn là đã từng là nữ võ thần, vậy cổ bướng bình ý không người có thể so sánh. Nếu thật biến mất nhiều ngày như vậy, chỉ có thể có một cái khả năng. Nàng lựa chọn khác một cái con đường nguy hiểm đi trở nên mạnh mẽ. Con đường này thậm chí so thí thần địa ngục còn kinh khủng hơn. Ngay tại Diệp Thần mau phải đi về lúc đó, bên hông thiên linh ngọc ấn đột nhiên lóe lên ánh sáng yếu ớt. Diệp Thần khẽ cau mày, chẳng lẽ là tuyết cơ xảy ra chuyện? Lời nói vừa dứt, hư không chập chờn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Này, ngươi chính là Diệp Thần, ngươi là luân hồi chi chủ. Xem ngươi cũng không xem. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn trước mắt thiếu nữ, tựa hồ đoán được cái gì, nói thiên linh tông người đến. Thiên linh ngọc ấn quả nhiên ở trên mình ngươi. Người tới chính là Thanh Khê, thấy Diệp Thần bên hông thiên linh ngọc ấn lóe lên, mới vừa muốn động thủ cướp đoạt, nhưng suy nghĩ mấy phen, vẫn là kiềm chế xuống cường đoạt ý tưởng, dẫu sao người trước mắt là duy nhất có thể chứng minh tuyết cơ sư tỷ trong sạch tồn tại. Tuyết cơ thế nào? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc lãnh đạm nói. Thanh Khê không do dự nữa, nói ngay vào điểm chính, ta là mời ngươi cứu tuyết cơ. Cứu tuyết cơ? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta đến từ Thiên Linh Tông, là tuyết cơ sư muội. Thanh Khê đem sự tình đầu đuôi nói liên tục, Diệp Thần nghe xong, vừa muốn mở miệng, xa xôi chân trời bên ngoài lại truyền tới một tiếng kêu lên. Công tử!
Chu Uyên thấy Diệp Thần bên người còn có người ngoài, muốn nói lại thôi. Nàng là Thiên Linh Tông Thanh Khê, Tuyết Cơ sư muội, coi là người mình. Sớm ở Thiên Linh Ngọc Ấn lần đầu tiên có cảm ứng thời điểm, Diệp Thần cũng đã dự liệu được Thiên Linh Tông có người đang theo dõi mình, người đến cũng không sát ý, Diệp Thần vậy liền không có để ý. Nguyên lai là nàng sư muội à. Chu Uyên gãi đầu cười một tiếng, hướng về phía Diệp Thần nói, công tử, sư tôn muốn gặp ngươi. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn một cái Thanh Khê liền nói, đi thôi, Tuyết Cơ sự việc sau này nói sau. Thanh Khê mặc dù trong lòng có chút gấp, nhưng vẫn là đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Thần liền gặp được Thái Thần. Thái Thần đưa lưng về phía Diệp Thần, tựa hồ đang suy tư cái gì, cực kỳ nghiêm túc. Hồi lâu sau, Thái Thần xoay người, lời nói ra kinh người nói, ta phải nhanh một chút đi Thái Thượng Thế Giới một vực. Tiền bối, ngài phải rời khỏi. Thái Thần trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, ngươi có thể biết trong cơ thể ta có phong ấn. Theo tu vi tăng lên cùng với ta bước vào thí thần địa ngục nhân quả, đã từng là phong ấn, giãn ra. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, lại có người đối Thái Thần loại cấp bậc này tồn tại làm tay chân. Ngày xưa nhân quả thôi, ta tu được đi một chuyến Thái Thượng Thế Giới, chấm dứt chuyện này. Chu Uyên sẽ theo ta cùng đi trước, nếu là có thể tìm được cơ duyên phá cảnh, đối Chu Uyên sau này trưởng thành rất có chỗ ích lợi. Diệp Thần luôn cảm giác sự việc có cái gì không đúng, mở miệng nói, Thái Thượng Công Đức Chiến còn chưa bắt đầu, ta vừa vặn còn có chút thời gian, bỏ mặc chuyện gì, ta nguyện ý ra một phần công lao. Bất quá trước lúc này, ta muốn đi giải quyết Tuyết Cơ vấn đề. À, Thái Thần nghi ngờ nhìn về Diệp Thần cái này mới mở miệng giải thích, chúng ta ở thí thần địa ngục gặp phải cô gái nhỏ, Tuyết Cơ xảy ra chuyện. Thiên Linh Tông, nghe được Diệp Thần nói sau đó. Thái Thần cũng là đáp lại, Thiên Linh Tông vị trí Thái Thượng Thế Giới rất nhiều vực giới ở giữa linh vực, nói không chừng chuyến này cũng là ngươi ở Thái Thượng Công Đức trước trận chiến mạnh mẽ mình cơ duyên. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta địa phương muốn đi và nơi đây không gian cách nhau vậy không xa lắm, bất quá không thể cùng ngươi cùng đi trước. Diệp Thần cầm Thiên Linh Tông tín vật Thiên Linh Ngọc Ấn, một ngày nào đó, những chuyện này sẽ tìm tới cửa. Linh vực, Diệp Thần ngược lại là hồi thứ nhất nghe được. Thái Thần nhẹ khẽ gật đầu, hướng về phía Diệp Thần giải thích nghi hoặc nói, linh vực ở Thái Thượng Thế Giới rất nhiều vực bên trong tương đối đặc thù, và vạn khư vậy một vực có chút dính, bất quá Vũ Hoàng Cổ Đế cũng sẽ không quá nhiều chú ý này vực, linh vực bên trong, Thiên Linh Tông chính là trong đó một cổ thế lực. Năm đó thế lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ tiếc. Thôi, cũng không muốn nói nhiều, lần này Thiên Linh Tông chuyến đi, nhớ lấy không thể liều lĩnh, nếu như chuyện không thể là, liền tạm lui, chờ ta tới. Dĩ nhiên ngươi đi tìm Nhâm Phi Phàm vậy là có thể. Sau đó, Chu Uyên đưa cho Diệp Thần một khối ngọc bội, công tử, bóp vỡ này ngọc, ta và sư tôn liền sẽ biết được, mà đợi hội họp. Dứt lời, Chu Uyên và Thái Thần chính là biến dạng hư không đi trước một bước, tại chỗ chỉ để lại Diệp Thần và Thanh Khê. Thanh Khê nhìn một cái Thái Thần đi xa phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, Diệp Thần, chúng ta vậy lên đường đi. Được. 4 tiếng sau đó, Diệp Thần rốt cuộc đã tới Thiên Linh Tông. Bất quá hắn ngược lại là không có phát hiện Thiên Linh Tông chỗ đặc thù. Ngay tại lúc này, mấy tiếng gáy vang, chân trời ngay tức thì bị che lồng, to lớn cánh cùng thiên sánh vai, mong không gặp vậy trên đám mây yêu thú hình dáng. Phượng Hoàng. Trong nháy mắt Diệp Thần liên lạc với Huyết Hoàng tộc nữ đế cùng với Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh mất tích lâu như vậy. Biết hay không vào Huyết Hoàng tộc có quan hệ thế nào? Nếu như là, đó cũng quá đúng dịp. Luân hồi chi chủ, đó là Thật Phượng nhất tộc, xem ra là Cửu Hỏa Thần Điện người đến, phải đi ta Thiên Linh Tông thương lượng chuyện quan trọng. Nói đạt tới nơi này, Thanh Khê tâm trạng không hề cao tăng. Linh vực các thế lực lớn đối với Thiên Linh Tông đã sớm mắt lom lom, tuy nhiên đại trưởng lão ổn định nội loạn, nhưng linh vực các thế lực lớn vẫn là âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Cho nên bất đắc dĩ, chúng ta tông môn chỉ có thể hướng Cửu Hỏa Thần Điện cầu viện, hy vọng bọn họ có thể xem ở những ngày qua trên giao tình, giúp Thiên Linh Tông vượt qua kiếp này. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới trước ở Thí Thần Địa Ngục lúc đó, Tuyết Cơ nghe Cửu U châm chọc mất trí, xem ra Thiên Linh Tông quả thật ở vào đầu gió đỉnh sóng bên trên. Gay gâu! Thanh Khê đột nhiên kêu lên một tiếng. Ta tìm ngươi đã có chút thời gian, dựa theo Thiên Linh Tông ước định, hôm nay chính là ngày thi đấu. Hội đàm kết thúc sau đó,
liền sẽ mời cửu hỏa thần điện người cùng hội thi đấu, là được chính là hiện ra Thiên Linh Tông thế hệ trẻ nội tình. Tuyết Cơ sư tỷ nàng gặp nguy hiểm. Thanh Khê có chút không biết làm sao, quay đầu lại vẫn là chậm một bước. Cái hướng kia đúng không? Diệp Thần không nói nhảm nữa, trực tiếp mang Thanh Khê biến dạng hư không đi tới trước. Cùng lúc đó, Thiên Linh Tông một phiến tường hòa khí tượng. Ta đại biểu Thiên Linh Tông, hoan nghênh các vị đến. Thiên Linh Tông đại điện nghị sự bên trong, nóng rực nhiệt độ liền ngọc chất cung điện đều là ở nhỏ xuống huyết thanh, một bộ áo gai, râu tóc đều là trắng nhưng lại lão luyện cụ già ở trong ly trà dịch bốc hơi lên trước khẽ nhấp một miếng, cười nói. Đại trưởng lão khách khí, còn làm phiền ngài trăm bận bịu bên trong nhín thời giờ chiêu đãi, chúng ta xấu hổ. Tục tằng trung niên người đàn ông cao giọng cười một tiếng, trong lời nói giấu đao. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, chợt phát hiện cái gì, nhìn một cái ngoài cửa, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn lửa đỏ mái tóc dài người đàn ông trung niên nói, Phượng Viêm cửu tiên sinh nói đùa, tới linh vực, chính là trở về nhà mình, khởi hữu chủ nhà lạnh nhạt lý. Lúc này ngoài cửa, Diệp Thần trong lòng ngầm mắng một tiếng, thật là vạn năm hồ ly nói liêu trai. Một bên Thanh Khê lo lắng liền muốn vọt vào, nhưng là bị Diệp Thần một cái ngăn lại, làm dấu chớ có lên tiếng. Trước xem cửu hỏa thần điện thái độ nói sau. Ha ha ha, theo ta biết, linh vực nhưng có không thiếu chó sói mơ ước Thiên Linh Tông sao. Phượng Viêm cửu một lời ra, cùng đi theo ngoài ra bốn người cũng là lắc đầu cười khẽ. Đại trưởng lão, nghe quý tông thiên kiêu mang về Thiên Linh đạo nhân di hài. Phượng Viêm cửu đột nhiên đổi câu chuyện. Nói ta lần này đại biểu cửu hỏa thần điện tới, không vì cái gì khác, năm xưa tộc ta đời trước cũng có bỏ mạng ở thí thần địa ngục bên trong, năm đó cùng là đồng đội đánh rất xuống truyền thừa. Đại trưởng lão nghe vậy, nheo mắt giật mình. Có ý tứ, xem ra cái này cửu hỏa thần điện, đối Thiên Linh Tông truyền thừa cũng có tâm mơ ước, cứ như vậy thì dễ làm. Ngoài cửa Diệp Thần nhìn xem mình bên hông Thiên Linh Ngọc Ấn, hướng về phía Thanh Khê dơ dơ lên, tỏ ý nói, Thiên Linh Ngọc Ấn ở ta nơi này. Vậy thì có quyền chủ động. Thanh Khê nhìn xa Thiên Trọng Lầu phương hướng, chỉ, nhẹ giọng nói, Tuyết Cơ sư tỷ bị giam ở nơi đó. Trong điện, đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, Phượng Viêm cửu tiên sinh nói đùa, chó sói hổ báo mơ ước Thiên Linh Tông, có thể ngài con mắt kia thấy Thiên Linh Tông cụt tay cụt chân, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Phượng Viêm cửu mày rậm khều một cái, nói, người sáng mắt không nói bóng gió, đại trưởng lão. Như muốn lấy được cửu hỏa thần điện chống đỡ rất đơn giản, ta muốn cũng không phải là Thiên Linh Tông truyền thừa, mà là nhân tộc căn bản không cách nào nắm trong tay thần hỏa lực. Thần hỏa vạn năm im tiếng biệt tích, cái này đầu mối duy nhất, chính là nhắm thẳng vào thí thần địa ngục, đây là không có thể dao động ranh giới cuối cùng. Tục tăng người đàn ông dứt khoát cũng sẽ không cùng đại trưởng lão giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chắc chắn nói. Đại trưởng lão trầm ngâm hồi lâu. Bất đắc dĩ nói, chư vị tới này vậy cực khổ, chuyện này bàn lại, dẫu sao có chút quyết định, được lão tổ tông tới hạ. Phượng Viêm cửu nhưng là trước mắt sáng lên, xem ra Thiên Linh Tông đích xác là nội tình thâm hậu, các loại tên hề nhảy nhót cũng không dám xâm phạm, chúng ta bất tiện quấy rầy, cáo từ. Năm người lúc này liền là đứng dậy, đi ra ngoài. Chậm đã. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, chuyện này cũng không phải là không quay về chỗ trống. À. Phượng Viêm cửu trên mặt nụ cười treo lên, đã như vậy, chúng ta yên lặng giai âm, nghe Thiên Linh Tông trẻ tuổi nhất đại đệ tử phong tư chắc tuyệt, lại là một mình ngang dọc thí thần địa ngục, lần này thi đấu, chắc hẳn không sẽ cho người thất vọng. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Xin lỗi, có thể được để cho các vị thất vọng, ngang dọc thí thần địa ngục một vị kia, đã bị Thiên Linh Tông đánh vào Thiên Trọng Lầu. Diệp Thần bóng người xuất hiện ở đại sảnh ngoài cửa, lãnh đạm thân hình cùng Thanh Khê sóng vai, chậm rãi dậm chân mà vào, hắn bên hông Thiên Linh Ngọc Ấn hơi lóe lên, chọc được bao gồm đại trưởng lão ở bên trong toàn bộ người nhìn chăm chú. Ngươi chính là tin đồn kia ở thí thần địa ngục vận dụng thần hỏa lực tiểu tử. Nếu Ngọc Ấn ở cái thằng nhóc này trên mình, như vậy người phần cũng chỉ miêu tả sinh động, đại trưởng lão lại sao sẽ không đoán được. Phượng Viêm cửu nhưng là đối Diệp Thần khá cảm thấy hứng thú, từ hắn bước vào đại điện một bước kia, ánh mắt chính là không có từ trên người hắn rời đi. Thằng nhóc, chúng ta gặp mặt qua sao? Tóc đỏ người đàn ông nhìn thẳng Diệp Thần hai tròng mắt, thẳng hỏi. Tốt trực giác bén nhạy, Diệp Thần đáy lòng thoáng qua vẻ ngưng trọng,
tên này muốn ở Thiên Linh Tông lấy được thần hỏa đầu mối, đoán chừng là bởi vì lúc ấy nữ đế ở thí thần địa ngục vận dụng thần hỏa bùng nổ dị tượng quá mức mãnh liệt. Xem ra thánh thiên thần hỏa ở giữa lực lượng và cái này cửu hỏa thần điện có chút liên quan. Tiền bối nói đùa, chưa từng gặp qua. Ta lần này tới, là được chính là vậy ngang dọc thí thần địa ngục vị kia, bạn của ta, Tuyết Cơ. Diệp Thần nhẹ giọng đáp lại, dù là đối mặt mấy vị cường giả uy áp, như cũ ung dung không vội vã. Đại trưởng lão, xem ra các ngươi Thiên Linh Tông, có không ít câu chuyện. Phượng Viêm Cửu quay đầu lại, cười nhìn về Thiên Linh Tông đại trưởng lão. Phượng Viêm Cửu tiên sinh chớ vội, Thiên Linh Tông cùng Diệp Thần tiểu huynh đệ tới giữa, có một vài hiểu lầm thôi, cái này sẽ không ảnh hưởng chúng ta cùng cửu hỏa thần điện giao tình. Ngươi nói sự việc, ta đại biểu Thiên Linh Tông, đáp ứng. Đại trưởng lão không hổ là cáo giả, lúc này xem thấu Diệp Thần khích bác trò lừa bịp, cây đuốc đè ép xuống, dù là lui một bước, đáp ứng cửu hỏa thần điện yêu cầu. Vậy cũng chưa chắc, Thiên Linh Ngọc Ấn ở chỗ này, ta từng có may mắn cùng Thiên Linh đạo nhân tiền bối tàn hồn một tự, mở ra truyền thừa phương pháp cũng ở đây ta nơi này. Nhìn đại trưởng lão dần dần xanh mét sắc mặt, Diệp Thần tiếp tục nói, hơn nữa, tiền bối nói thần hỏa. Im miệng, thằng nhóc, dám can đảm trộm nghe chúng ta mật đàm. Đại trưởng lão trợn tròn đôi mắt, run rẩy thân hình cùng chỉ mâu không dưới sát ý sắp phun trào, hắn nhìn về một bên trợ trụ vi ngược Thanh Khê. Tin tưởng trước kia thế hệ địa vị, đổ cũng sẽ không vì khó khăn ta một tên tiểu bối, huống chi, nơi truyền thừa, cũng chỉ có ta một người biết được, nếu không có Thiên Linh đạo nhân tiền bối chỉ thị, dám hỏi Tuyết Cơ sẽ cam nguyện đem Thiên Linh Ngọc Ấn đưa tặng. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn sắp bùng nổ đại trưởng lão, lại xem cửu hỏa thần điện cầm đầu nam tử Phượng Viêm Cửu, ung dung ổn định. Chuyện này cùng Tuyết Cơ không liên quan. Lời còn chưa dứt, lại là một giọng nói ngắt lời nói, Tuyết Cơ liên hiệp người ngoài, phản bội Thiên Linh Tông, hắn cần phải giết. Tam gia gia. Thanh Khê thấy người đến, khó tin kinh hô thành tiếng, cái này ngày thường nhìn như xưa nay hòa ái cụ già, lại là coi là thật muốn đẩy Tuyết Cơ sư tỷ vào chỗ chết. Thanh Khê, lui ra, người tranh cãi vô lý, hồi đầu lại chị. Cẩm Y cụ già khô đét môi khép mở, lãnh đạm nói. Thằng nhóc, người nói được nhưng mà thật. Phượng Viêm Cửu hiển nhiên đối với Thiên Linh Tông lục đục không có nửa điểm mà hứng thú, ngược lại thì Diệp Thần nói thần hỏa đầu mối, làm cửu hỏa thần điện bọn họ thực là động tâm. Phượng Viêm Cửu tiên sinh, người này rõ ràng cho thấy tới phá rối, đại ca ta nếu đáp ứng cửu hỏa thần điện yêu cầu, vậy thì nhất định sẽ làm đến, mà không phải là do cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử định đoạt. Tam trưởng lão về phía trước mấy bước, vô lượng cảnh uy áp bạo tán. Diệp Thần cũng không vận dụng thiết ngai vàng và trần bia lực lượng bảo vệ, mà là dùng luân hồi thần thân thể chống cự, giờ phút này quanh người hắn xương cốt đều ở đây kêu xèo xèo. Ta từng lấy được qua một chút trong miệng các ngươi thần hỏa tử lửa. Diệp Thần thừa nhận cực lớn áp lực, sống lưng cong, nhưng nụ cười trên mặt như cũ không giảm, hướng về phía Phượng Viêm Cửu nói. Hắn đã biết rõ suy nghĩ, căn cứ huyết hoàng tộc nữ đế cùng với đạo linh lửa dung hợp ngọn lửa tới xem. Mình trước đây lấy được thánh thiên thần hỏa cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể chỉ là một phần chia, mà đây một phần chia chính là thái thượng thế giới cửu hỏa thần điện nơi muốn tìm. Ước chừng một phần chia liền cường đại như vậy, trong đó căn nguyên lại là có huyết hoàng tộc nữ đế ý chí, vậy hoàn chỉnh tất nhiên đáng sợ. Chậm đã, lau một cái nóng bỏng lửa mang đem trên đại điện uy áp nóng chảy, vậy là tới từ thật phượng khí tức kinh khủng, như chút được gánh nặng Diệp Thần ngẩng đầu lên. Nhưng là nghe được Phượng Viêm Cửu mở miệng nói. Các ngươi Thiên Linh Tông phá sự ta không có hứng thú quản, người này ta muốn mang đi. Tam trưởng lão nhưng là đối với lần này không thèm để ý chút nào, tay áo vung tay lên, nói, mới vừa đại ca cũng nói, chúng ta cùng Diệp Thần tiểu hữu có chút hiểu lầm. Cái này hiểu lầm chưa giải trừ, người từ ta Thiên Linh Tông muốn dẫn người đi, sợ rằng không quá thích hợp chứ. Cẩm Y ông già ánh mắt che lấp, cưỡng ép treo lên một nụ cười. Nếp nhăn nét mặt già nua đi đâu còn có lúc trước như vậy vô cùng bá đạo, đảo mắt nhìn một mắt Diệp Thần. Huống chi, ngươi là tới tìm Tuyết Cơ chứ? Thiếu nữ Thanh Khê nơi nào nghe không ra nơi đây ý uy hiếp, lớn tiếng la lên, Tam gia gia, ngươi. Oanh! Cẩm Y cụ già quanh thân ngay tức thì ngưng dậy lăng liệt sát ý, trách mắng, im miệng. Đại trưởng lão ở một bên im lặng không lên tiếng, nhưng cũng cho phép liền tam trưởng lão cử động, vô luận như thế nào. Hôm nay không thể ở dưới con mắt mọi người,
để cho cửu hỏa thần điện người mang đi Diệp Thần. À, tóc đỏ người đàn ông Phượng Viêm Cửu bực mày râu nhỏ trọn, người đây là đang uy hiếp ta cửu hỏa thần điện. Lớn như vậy phòng nghị sự bên trong, một lời ra, bốn phương đều là vắng vẻ, không người nào dám lại phát biểu, chỉ có hơi tiếng hít thở này thay nhau vang lên. Mắt gặp cục diện một phát không thể thu thập, người đầu tiêu Diệp Thần nhưng là không nói một lời, tam trưởng lão âm thầm truyền âm nói. Đại ca, người này không thể lưu. Cẩm Y cụ già khóe mắt hơi co rúm, từ đầu đến cuối ánh mắt không có từ Diệp Thần trên mình lấy ra hơn phân nửa. À, lại không nói ngay trước mọi người xóa bỏ một tên tiểu bối sẽ chọc tới linh vực vạn tộc lên án, chỉ là thằng nhóc kia chỉ nói ngắn gọn, cửu hỏa thần điện vậy sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thần hỏa đối bọn họ trình độ trọng yếu ngươi là rõ ràng. Tam trưởng lão nhẹ ho một tiếng, phá vỡ yên tĩnh bế tắc, cũng sẽ không cùng mọi người tranh luận, liền gần ngồi xuống một tiệc, bình tĩnh nói. Diệp Thần, nếu ngươi là tới tìm Tuyết Cơ, tin tưởng Thanh Khê vậy cùng ngươi nói, không sai, nàng là bị giam cầm ở ta Thiên Linh Tông Thiên Trọng Lầu bên trong đối diện tường suy nghĩ. Tuyết Cơ chính là ta tông môn huyết mạch, về tình về lý không nên bị tàn sát, nhưng phản bội tông môn chuyện. Thanh Khê lúc này ngắt lời nói bậy, Tuyết Cơ sư tỷ không thể nào phản bội tông môn, cùng gia gia trở về, ta muốn để hắn chủ trì công đạo. Thiếu nữ hốc mắt bên trong nước mắt ở phun trào, cuồng loạn tới giữa, tràn đầy ủy khuất lại cũng không cách nào át chế, ngay tại một ngày trước, trước mặt hai vị lão nhân thấy nàng vẫn là như vậy hòa ái, hôm nay nhưng là xé xuống lâu đeo mặt nạ. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Diệp Thần đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Khê bả vai. Động thân đem thiếu nữ bảo vệ ở sau lưng, đối mặt Thiên Linh Tông hai vị cường giả chất vấn, cũng là chưa từng lui bước nửa bước. Ở bên cửu hỏa thần điện đám người không cắt đứt, ngược lại thì Phượng Viêm Cửu, con mắt bên trong thoáng qua một chút vẻ tán thưởng. Ta nói qua, Tuyết Cơ cũng không có phản bội tông môn, nàng hành vi hoàn toàn là tuân theo Thiên Linh đạo nhân tiền bối chăn chối. Diệp Thần đúng mực, nói xong, quay đầu nhìn về đại trưởng lão, cái này một mực trầm mặc cụ già. Nhưng mà hắn đã bỏ mình, thật tình như thế nào, chúng ta không cách nào khảo cứu, dẫu sao ngươi bản thân nói như vậy, không đủ để dung chuyển toàn bộ Thiên Linh Tông quyết định. Yên lặng hồi lâu đại trưởng lão mở miệng nói, nhìn trước mắt cái này cả người tránh khí người đàn ông, hắn trong chốc lát lại là có một loại cảm giác, mình sai rồi sao? Hừ, thằng nhóc, nghe thí thần địa ngục bên trong cùng Tuyết Cơ đồng hành ngươi cũng có phần, nghĩ như vậy tất cũng có lá bài tẩy nơi tay. Để cho ta xem ngươi thực lực, tiếp ta một chiêu không chết, Thiên Linh Tông không truy cứu nữa Tuyết Cơ chuyện. Yên tâm đi người tuổi trẻ, ta sẽ không cần mạng ngươi, ha ha. Tam trưởng lão khẽ cười một tiếng, đưa ra mình đề nghị, chợt hướng về phía đại trưởng lão truyền âm nói. Đại ca, tuyệt không thể thả người này rời đi, người xấu ta làm. Diệp Thần phải chết, cửu hỏa thần điện vậy phải đứng ở phía chúng ta, vì tông môn. Đại trưởng lão như núi bất động thân hình không hề bận tâm, chán tới giữa thần sắc như thường, không nhìn ra bất kỳ sơ hở, đối với tam trưởng lão đề nghị, hắn như cũ giữ vững yên lặng. Giỏi một cái Thiên Linh Tông, cường giả mặt mũi không muốn, cầm tới khi phụ một cái chém ra cảnh hậu bối. Phượng Viêm Cửu hừ lạnh một tiếng, chợt ngước mắt nhìn về Diệp Thần, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi có thể cự tuyệt hắn, hôm nay có ta ở nơi này, ngươi hoàn toàn có thể đứng rời đi. Điều kiện tiên quyết là ta muốn xem vậy thần hỏa lực. Diệp Thần cười một tiếng, cái này Phượng Viêm Cửu sở dĩ như vậy đợi hắn, hoàn toàn là vì thần hỏa đầu mối, vào ổ hồ ly, lại sao là như vậy tùy tiện có thể rời đi. Hắn có trần bia và thiết ngai vàng, tự nhiên không sợ hết thảy, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên truyền tới một giọng nói. Là huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm. Thằng nhóc, tiếp theo ngươi nghe ta. Diệp Thần hơi ngẩn ra. Ngược lại là không nghĩ tới nữ đế vì sao lúc này lên tiếng, thí thần địa ngục sau đó, hắn cũng không cầm nữ đế an bài ở trên trời hồ bên trong, mà là an bài ở võ đạo luân hồi đồ bên trong. Võ đạo luân hồi trong bản vẽ còn có trước đây lấy được thần bí Tiểu Kỳ Lân, nữ đế ý chí ngược lại là đối Tiểu Kỳ Lân có chút yêu thích. Nếu hai người có ước định, cũng coi là trên một cái thuyền tồn tại. Nữ đế phải giúp mình, Diệp Thần cũng không nói nhiều cái gì. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác, cửu hỏa thần điện, huyết hoàng tộc, thánh thiên thần hỏa, thậm chí kỳ tư thanh cũng mơ hồ dính liền cái gì nhân quả. Cụ thể cái gì, hắn không nói được. Đa tạ tiền bối che chở, bất quá vãn bối hôm nay tới,
là vì bạn của ta Tuyết Cơ, nếu Tam trưởng lão nói là khảo nghiệm, trễ như vậy thế hệ tiếp theo là được. Diệp Thần cười một tiếng, hướng về phía Phượng Viêm Cửu ôm quyền tỏ vẻ tôn kính, chợt nói tiếp, còn như thần hỏa. Tin tưởng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Phượng Viêm Cửu nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa. Tam trưởng lão cười lớn một tiếng, đứng dậy vỗ tay khen ngợi, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, nhiều một phần thương hại, chém ra cảnh, chớ nói hắn cái loại này cấp cường giả khác nhất kích, cho dù là tiên quân cường giả, cũng khó mà ngăn cản. Ở trong mắt mọi người, Diệp Thần đã là một cổ thi thể, còn như khảo nghiệm. Giết người hài hước thôi. Bất quá. Diệp Thần đổi câu chuyện, liền ngay trước mọi người người lấy là hắn muốn đổi ý để gặp, Diệp Thần nhưng là dửng dưng mở miệng nói, Tam trưởng lão lời ấy có thể giữ lời. Hắn nhìn về đại trưởng lão, tựa như đang trưng cầu cái cụ già này trả lời. Giữ lời. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng hai chữ đáp lại. Phượng Viêm Cửu khẽ vuốt gò má, cũng là nói tiếp, yên tâm đi tiểu tử, người có như vậy gan dạ sáng suốt, nếu như Thiên Linh Tông không giao người, ta Cửu Hỏa Thần Điện vậy sẽ đứng ở ngươi bên này. Được hay không được, Diệp Thần coi như là nhận Cửu Hỏa Thần Điện tình, ý ở thần hỏa. Mời tiền bối dạy bảo. Diệp Thần nói vừa ra miệng, chính là cảm nhận được như bài sơn đảo hải áp lực hướng hắn vọt tới, Tam trưởng lão gầy nhom thân hình hạ, cuồng bạo khí tức kinh khủng lại nữa che giấu, thậm chí bắn tung tóe ra một chút mịt mờ sát ý. Thật can đảm. Tam trưởng lão khóe miệng bứt lên lau một cái độ cong, linh vực bên trong thiên địa đại thế đều ở đây hắn giữa trưởng diễn hóa. Lão này thực lực hẳn so với thái thần tiền bối còn kém một đoạn, nhưng vậy không kém quá nhiều. Diệp Thần trong lòng ngầm từ cân nhắc, mặc dù không đạt tới thái thần, nhưng trước mắt vị này, nhưng mà thứ thiệt cường giả. Vù vù. Một hồi ông minh tiếng vang lên, Tam trưởng lão đầu ngón tay ngưng tụ một chút hàn mang càng ngày càng nghiêm trọng, từng chút quầng sáng tới giữa, lại là diễn hóa ra liền vô tận thế giới lực, trong đó hỗn độn khí tức lượn lờ, vô cùng kinh khủng. Tới đi. Diệp Thần con người đông lại một cái, đối mặt cường giả như vậy nhất kích, hắn đứng dậy thẳng tiến lên đón, tiếp xúc trong nháy mắt, xương máu bao phủ hư không, ở linh vực trên bầu trời hình thành một đạo tráng lệ màu máu cầu vồng. Đại sảnh nghị sự ngay tức thì san thành bình địa. Thằng nhóc này, Phượng Viêm Cửu tự lẩm bẩm, liền như vậy bỏ mình. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy huyết khí lực, là các trưởng lão ở giao thủ. Trong chốc lát, đang chuẩn bị thi đấu Thiên Linh Tông đệ tử nhìn xa hư không, loại cảm giác này, làm người sợ hãi. Ừ, đang xem cuộc chiến Phượng Viêm Cửu cũng là phát giác dị thường, lúc trước Diệp Thần bị chỉ một cái đánh nát cảnh tượng còn rành rành trong mắt, nhưng cái này xương máu. Có chút quỷ dị. Cười như điên Tam trưởng lão thu liễm vẻ mặt, không rõ cho nên Thanh Khê thấy Diệp Thần chết, lúc này gào thét quỳ xuống đất, trong suốt giọt lệ không ngừng rớt xuống, thấm nhuần liền mặt đất. Không đúng, vậy tiểu tử không có chết. Phượng Viêm Cửu kinh hô thành tiếng, hắn cảm nhận được liền một chút ngọn lửa lực lượng, mặc dù yếu ớt, nhưng là thuộc về duy nhất hoàng tộc nhất mạch. Oanh! Trong hư không một tiếng kinh thiên nổ vang, tất cả tràn ngập ở trên bầu trời. Che đậy mặt trời nóng rực xương máu hội tụ quanh quần, hóa thành một cái huyết hoàng hư ảnh trào hướng vậy chỉ một cái hàn mang nổ giữa trung tâm. Quả nhiên là thánh thiên thần hỏa. Cửu hỏa thần điện mấy người kinh hô, huyết hoàng hư ảnh, đó là huyết hoàng nhất tộc tượng trưng. Không, vậy tiểu tử nói không sai, đích xác là một chút tử lửa, chân chính thánh thiên thần hỏa nếu như dáng thế, Thiên Linh Tông chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Phượng Viêm Cửu nghĩ tới vậy quá trên thế giới trung tâm. Năm xưa một số gần như lật đổ nhất giới khủng bố sóng nhiệt, cái này tục tằng tóc đỏ người đàn ông lại hốc mắt bên trong lóe lên mấy giọt trong suốt nước mắt. Phá cho ta! Diệp Thần thanh âm vang lên, thân xác ở luân hồi huyết mạch toàn lực dưới sự thúc giục gây dựng lại, huyết hoàng hư ảnh đang chống cự trước một đường nguyên hàn mang. Rắc rắc! Một chút linh vũ vết nứt, biến ảo ra hư ảnh lại là có một chút rạn nứt. Chuẩn bị động thủ, bảo vệ hạ cái thằng nhóc này. Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Phượng Viêm Cửu hướng về phía Cửu Hỏa Thần Điện mấy người mở miệng nói, Diệp Thần đã tuân thủ ước định, cái này một cổ hơi thở đủ để chứng minh, hắn cùng thần hỏa sâu xa. Vô luận như thế nào, phải mang hắn đi. Lão đại, ngươi xem. Ngay tại Phượng Viêm Cửu chuẩn bị lên đường thời điểm, dị biến hồi sinh, Diệp Thần quanh thân lại là hiện ra một chút lôi đình lực. Oanh! Thời khắc này Diệp Thần trong cơ thể. Võ đạo luân hồi đồ thế giới bên trong,
một đạo màu máu quần dài bóng đẹp thua lập, nhìn xa hư không, chính là huyết hoàng tộc nữ đế. Người lá bài tẩy thậm chí còn thiết ngai vàng cái loại này, muốn ngăn cản một kích này, cũng rất khó, đối phương cũng không phải là giống vậy vô lượng cảnh cường giả, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ lá bài tẩy cũng không có dùng. Nếu như vì ngươi ra tay chặn công kích dễ như trở bàn tay, khá vậy thì đồng nghĩa với, thần hỏa căn nguyên muốn bại lộ, như vậy thứ nhất. Bàn cờ này liền đối ta lại nói bất lợi. Không chỉ là cửu hỏa thần điện, thậm chí là cả tòa linh vực thậm chí còn toàn bộ thái thượng thế giới cường giả cũng sẽ đều xuất hiện, chân trời góc biển cũng sẽ đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta cũng rất phiền toái. Nữ đế than nhẹ một tiếng. Rất hiển nhiên những lời này là đối Diệp Thần nói, nhưng lúc này Diệp Thần cũng không có cùng nàng đùa giỡn tâm tư. Nếu không, đứa nhỏ ngươi ra tay thử một chút, sống chung xuống, ngươi khí tức trên người có thể để cho ta cảm thấy đặc biệt không bình thường đây. Nữ đế váy đầm dài hạ đưa ra sáng bóng như ngọc cước nha, đá đá bên người màu tím trong suốt nhỏ quả banh ra. Y nha! Bập bẹ tiếng than phiền vang lên, chợt tròn vo màu tím nhỏ quả banh ra giãn ra. Chính là một mực đang ngủ bên trong lớn lên tiểu kỳ lân. Lúc này đứa nhỏ so với lúc trước lớn ròng rã một vòng, trong suốt lóe lên tử mang vảy cũng là bộc phát quang nhuận, nhưng tâm trí nhưng là như cũ. Tỷ tỷ, đứa nhỏ bập bẹ đưa ra kỳ lân móng, kéo một cái nữ đế màu đỏ váy đầm dài tà áo, bên trong xuân quang như ẩn như hiện. Không biết tại sao, cái này tôn sát thần lại là đối tiểu kỳ lân rất là có yêu. Cái này đáng yêu đứa nhỏ cũng là đối huyết hoàng tộc nữ đế rất là thân thân mật, nữ đế quanh thân tràn ngập sát ý ở nó xem ra, lại là thân cận. Làm sao? Nữ đế ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhìn lòng bàn chân tiểu kỳ lân. Có gì ăn không? Ừ, huyết hoàng tộc nữ đế vẻ mặt một lần, gương mặt tuyệt đẹp mà nổi lên hiện vẻ ngạc nhiên. Nữ đế nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói chờ ngươi lần sau tỉnh lại, đứa nhỏ, tiên đan linh dược bao no. Diệp thần, kỳ lân lực có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua kiếp này, bất quá, một khi linh vực người biết được ngươi có một cái tên này, sợ rằng như cũng không tránh được muốn bị đuổi giết. Nữ đế nhìn xa hư không, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tự có đối phó phương pháp, đứa nhỏ, tới đi. Diệp thần lo lắng thanh âm vang vọng ở võ đạo luân hồi đồ ở giữa thiên địa. Màu tím đứa nhỏ tại chỗ đứng yên, hai con nho nhỏ kỳ lân móng nửa cầm, dùng hết lực lượng gào thét. Phá! Phiến phiến vảy tách thả ra ánh sáng rực rỡ, sấm sét màu tím đem võ đạo luân hồi đồ bầu trời hoàn toàn ngâm nhuộm, chiếu ngược nữ đế tuyệt đẹp dung nhan. Có chút ý, ngươi có thể như thế nào phá cục đâu? Nữ đế nụ cười đột nhiên có chút quỷ dị. Sắc sắc! Thời khắc này thiên linh tông bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo hư vô kiếp lôi quanh quẩn xếp thành lôi biển, giống như thiên hà sắp chút xuống. Cái này lôi kiếp, là có người muốn đột phá sao? Chẳng lẽ có người muốn bước vào vô lượng cảnh, có thể vì sao lôi kiếp lại là hóa biển? Vẫn là nói đây là trưởng lão võ đạo. Trưởng lão chưa bao giờ bùng nổ qua cái này cùng võ đạo, người nào có thể bộc phát ra như vậy võ đạo dị tượng? Người bình thường độ kiếp chỉ là năm ba đạo hư không lôi, dính vậy sẽ đốt thành bụi bẩm, cái này lôi biển. Chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Thiên linh tông đệ tử thấy như vậy thiên địa dị tượng, rối rít kinh dị. Có ý tứ. Tiểu tử này ngọn lửa bên trong có một chút huyết hoàng lực, mặc dù loang lổ, nhưng vậy coi là miễn cưỡng hợp cách. Phượng Viêm Cửu lẩm bẩm nói, cái này hợp cách, chỉ cũng không phải là chiến lực, mà là làm chủ huyền yêu vực điều kiện. Hư không lôi kiếp hóa biển, người này dưới mắt cũng không đột phá là có thể dẫn động như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Tam trưởng lão thấy tình cảnh này, cắn răng nghiến lợi. Trên người người này lá bài tẩy chân thực không thiếu, bất quá đối mặt như vậy nhất kích. Hơn nữa cái loại này lôi kiếp, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết, đáng tiếc. Đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, lôi biển kiếp, cộng thêm vô lượng cường giả nhất kích, không chết cũng khó. Sắc sắc, sắc sắc, từng đạo kiếp lôi bổ vào tam trưởng lão điểm ra hàn mang bên trên, tràn vào trong đó làm được sát khí lại là vô cùng, mơ hồ xếp thành hỗn độn sát phạt. Tới, Phượng Viêm Cửu chăm chú nhìn, như vậy mênh mông lôi biển. Diệp thần tuyệt đối chút nào không có đường lui có thể nói, đành phải ngạnh hám. Kỳ lân truyền thừa, hỗn độn kỳ lân pháp. Diệp thần hét lớn một tiếng, quanh thân da thịt ở thần hỏa ra chỉ xuống, dần dần bao trùm lên từng tầng một màu tím vảy, trong suốt lóng lánh.
Đây là tiểu kỳ lân võ đạo và lực lượng. Cái gì, đây là hỗn độn kỳ lân lực lượng. Phượng Viêm Cửu trợn to trong mắt, có một chút hoàng tộc thánh thiên thần hỏa thì thôi, còn có thái thượng thế giới đã diệt tuyệt hỗn độn kỳ lân pháp. Nếu như Phượng Viêm Cửu biết Diệp Thần có một cái còn sống hỗn độn kỳ lân con non, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đinh! Diệp Thần quanh thân sinh ra đạo đạo bảo vệ vảy, màu tím miếng vảy bên trên, kỳ lân lôi đình lực đang không ngừng phun trào, kích thích hắn kinh mạch máu thịt. Nếu không phải luân hồi thần thân thể, sợ rằng đều phải tiêu diệt. Phượng Viêm Cửu nheo lại trong mắt, tựa hồ cảm động lây vậy. Mặc dù chống được, nhưng hư không lôi kiếp lực lượng, lấy kỳ lân pháp hóa giải, vẫn là có một phần chia sẻ vào cơ thể. Phượng Viêm Cửu lẩm bẩm nói, chỉ thấy được Diệp Thần một tiếng quát chói tai, nói, lôi bia, dung, kỳ lân xé trời tay. Phịch, mãnh liệt màu tím lôi đình lực từ trong cơ thể bạo tán ra, xen lẫn lúc trước vào cơ thể hư không lôi kiếp lực, hóa thành một đầu màu tím kỳ lân chân đạp hư không, hướng một đường hàn mang há mồm nuốt đi. Rắc rắc, một tiếng giòn giã, không gian một hồi vặn vẹo, tam trưởng lão chỉ một cái hàn mang, bị kỳ lân một hơi nuốt vào, cắn nát biến dạng. Đỡ được. Phượng Viêm Cửu không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới cuồng phát bay lượn, mây tía hào hùng Diệp Thần, nắm chặt một cái hai tay, vẫn là buông xuống. Màu tím kỳ lân phù diêu lên, thẳng đánh về phía trên bầu trời lôi biển. Đó là cái gì, hỗn độn kỳ lân hiện thế? Không thể nào, vậy nhất tộc đã sớm diệt tuyệt, chỉ có một phần chia truyền thừa tán lạc thế gian mà thôi, chẳng lẽ là hỗn độn kỳ lân pháp lại xuất hiện? Đúng, đầu kia kỳ lân là năng lượng ngưng tụ. Cũng không phải là chân thân. Oanh! Màu tím kỳ lân đụng lôi biển, trên 9 tầng trời nước suối phun trào, nhô lên, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc là người nào ra tay, lại lấy kỳ lân pháp tướng kháng, bằng vào lực lượng đem hư không lôi biển bốc hơi. Là ở ta tông phòng nghị sự phương hướng, chẳng lẽ là Tuyết Cơ sư tỷ? Trừ Tuyết Cơ sư tỷ bên ngoài, không người mới có thể có như vậy yêu nghiệt thiên tư. Nhưng mà Tuyết Cơ sư tỷ không hề sẽ kỳ lân pháp à. Trong chốc lát, Thiên Linh Tông trên dưới sôi trào. Hô! Đã sớm san thành bình địa phòng nghị sự trên đại điện, Diệp Thần bóng người lảo đảo một cái, trùng trùng té ngã ở trên đất, kỳ lân pháp lôi đình lực ra chỉ thân mình, dù là có Trần Bia và Hồng Mông Đại Tinh không tạm lúc phò hộ, thân thể vẫn là bị đốt nám đen. Đối mặt loại cấp bậc này vô lượng cường giả nhất kích, lại vẫn thành công, thằng nhóc. Ngươi là ta đã thấy người thứ nhất. Phượng Viêm Cửu giơ lên ngón cái, tán dương. Tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, hận không được lại tới một trường, đem Diệp Thần hoàn toàn bắn chết, có thể mới vừa đưa tới dị tượng, đã làm được Thiên Linh Tông vô số đệ tử nghe tin tới, ngay trước mọi người đối một cái trọng thương tiểu bối hạ sát thủ, trừ phi mặt mũi thật không cần. À, nhân quả luân hồi. Đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra liền trong đó đầu mối, dù gì nói. Thanh Khê, đi truyền thụ ta khẩu dụ, Tuyết Cơ chuyện, đến đây thì thôi. Đại trưởng lão khoát tay một cái, hướng về phía Thanh Khê nói. Đại ca, ngươi, tam trưởng lão vội vàng ngăn trở, mắt gặp chúng đệ tử đều nhìn về mình, mặt già đỏ lên, nhưng là làm sao vậy không nói ra lời. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, ta nói, đến đây chấm dứt. Ra ra, Thiên Linh Tông chúng đệ tử bên trong, một đạo bóng đẹp đứng ra. Nhìn về tam trưởng lão mở miệng nói. Người này chính là Thanh Linh, Thiên Linh Tông truyền nhân có lực người cạnh tranh, Tuyết Cơ đối thủ. Nghe được đại trưởng lão hạ lệnh lại nữa truy cứu trách nhiệm Tuyết Cơ, nàng làm sao có thể như nguyện. Tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, phất tay áo đi. Thanh Linh, Diệp đại ca là Tuyết Cơ sư tỷ bằng hữu, bọn họ mới là đồng hành người, ngươi. Liền sách giày tư cách cũng không xứng. Thanh Khê tâm tình thật tốt. Nói xong chính là hướng Thiên Trọng Lầu chạy đi. Tất cả người nhìn trước mặt cái này loáng thoáng có thể gặp mặt cho Diệp Thần, lại là hắn dẫn tới lôi biển. Diệp Thần, người có thể nguyện gia nhập ta Cửu Hỏa Thần Điện. Mọi người ở đây kinh hãi để gặp, Phượng Viêm Cửu lại là một viên trái bom nặng ký ném ra. Cái gì? Huyền Yêu vực thế lực gần đây bá đạo, sao sẽ mời nhân tộc gia nhập, cái này không thể nào. Diệp Thần cũng là nghi ngờ nhìn về Phượng Viêm Cửu. Chỉ gặp tục tằng tóc đỏ người đàn ông cười ha ha một tiếng. Ngươi có một phần chia thánh thiên thần hỏa lực, cũng coi là hoàng tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý, Cửu Hỏa Thần Điện tài nguyên toàn bộ nghiêng cùng ngươi, nếu thời gian dài, là tộc ta thánh tử, cũng có thể.
Phượng Viêm Cửu sau lưng Cửu Hỏa Thần Điện mọi người đều là khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với lão đại mình quyết định vô cùng đồng ý. Diệp Thần tự nhiên không thể nào gia nhập cái gì Cửu Hỏa Thần Điện, hắn tới nơi này bất quá là muốn giải quyết Tuyết Cơ sự việc thôi. Bất quá Cửu Hỏa Thần Điện hắn mơ hồ cảm thấy không đơn giản. Vạn sự đều có nhân quả. Thánh Thiên Thần Hỏa, Đạo Linh Lửa, Huyết Hoàng Tộc, Yêu Tộc, Thái Thượng Công Đức Chiến, Kỷ Tư Thanh, đợi một chút, hắn luôn cảm giác có một sợi dây liền trước. Nhưng lại không chân thiết, hắn không cách nào thấy rõ. Hơn nữa, hắn mới vừa còn nghe được Huyền Yêu Vực. Chẳng lẽ Cửu Hỏa Thần Điện sở tại giới, chính là Huyền Yêu Vực? Biết hay không và Huyền Yêu có liên hệ gì? Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Không hổ là Cửu Hỏa Thần Điện cáo giả, Phượng Viêm Cửu cũng đã đoán được kết quả, hắn lúc này nói tiếp. Không cần phải gấp gáp trước trả lời, đạo này Cửu Hỏa lệnh ngươi cầm, có thể để cho ngươi thần hỏa lực hơn nữa tinh thuần, cũng là ta thần điện tượng trưng. Nếu có điều cần, bóp vỡ này làm, ta tự sẽ chạy tới. Diệp Thần đứng dậy, hướng về phía Phượng Viêm Cửu cung kính nói, đa tạ tiền bối ý tốt, vãn bối cũng không từ chối, như có nhu cầu, cứ mở miệng. Ha ha ha, tốt, hôm nay có chúng ta ở chỗ này làm chứng, tin tưởng Thiên Linh Tông cũng sẽ không vì nan giữ ngươi. Phượng Viêm Cửu cười lớn một tiếng, nhìn về đại trưởng lão, giờ phút này hai người tâm tình chính là một cái trên trời, một chỗ hạ. Cửu Hỏa Thần Điện một lần hành động giao hảo Diệp Thần, nhìn lại Thiên Linh Tông nhưng là hoàn toàn đắc tội Cửu Hỏa Thần Điện. Diệp Thần, ngay tại lúc này, Thiên Trọng bên trong lầu Tuyết Cơ chạy tới, thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy. Nguyên bản hốc mắt bên trong trong suốt nước mắt liếm hết sức, phá thế mỉm cười. Ngươi còn có tâm tư cười nhạo ta? Diệp Thần cười một tiếng, nói. Tuyết Cơ cười đáp lại, so ngươi ở thí thần địa ngục thời điểm bị thương không đạt tới vạn nhất, cũng có thể yêu nhiều. Một bên Thanh Khê cũng là cười hì hì một cái. Diệp Thần, Tuyết Cơ chuyện ta không truy cứu nữa, chỉ là Thiên Linh Ngọc Ấn, ngươi được ở lại chỗ này, truyền thừa không phải trò đùa. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tiền bối, ước định lúc trước bên trong, có thể không có đề cập một điểm này. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đúng mực nói. Đại trưởng lão sắc mặt như xương, không nói một lời. Vô lượng cảnh cường giả nhất kích có thể nói đỉnh núi, cho dù ai cũng không nghĩ tới Diệp Thần một cái như vậy chém ra cảnh tiểu tử, có thể ở lão tam một kích xuống bình yên vô sự, thậm chí còn đưa tới lôi biển dị tượng. Cho dù là tiên quân cao thủ, vậy tuyệt không khả năng còn sống, nói sau một đời tông môn trưởng lão, không để ý mặt mũi ra tay đã là đại kỵ, duyên vì sao còn dám tái thiết cái khung, trừ phi Thiên Linh Tông mặt mũi là thật không cần. Phượng Viêm Cửu giờ khắc này ở một bên trêu ghẹo nói, ta có thể chứng minh, Thiên Linh Tông tam trưởng lão và Diệp Thần ước định, không bao hàm điều này. Tục tăng tóc đỏ người đàn ông nụ cười rồi rào, đầu ngón tay một chút ngọn lửa hóa thành một con bướm ở giữa trường lật bay. Như có như không thưởng thức trước. Diệp Thần, tạm thời là Thiên Linh đạo nhân nói là thật, nhưng truyền thừa chuyện, quan hệ đến Thiên Linh Tông mạch máu, hôm nay vô luận như thế nào, người phải giao ra. Đại trưởng lão áo gai ống tay áo xuống hai tay đang rung rung, trong một cái chớp mắt như vậy, hắn nổi lên sát tâm, cho dù là Cửu Hỏa Thần Điện như cũng ngăn trở không được hắn. Một người chết là không có bất kỳ giá trị gì, tin tưởng hoàng tộc nhất mạch. Cũng sẽ không bởi vì là một cái có chút cơ duyên võ giả, phá hoại hai vực cách cục. Diệp Thần há có thể không đoán được đại trưởng lão tâm tư. Tiền bối thứ lỗi, gia sư dặn dò qua, chuyện chỗ này, liền mau sớm chạy về. Chỉ là một lời, liền làm được đại trưởng lão sát ý suy giảm. Thằng nhóc, người có sư tư. Phượng Viêm Cửu chân mày cao lại, chợt lại là thích trong lòng cười một tiếng, ha ha ha, cũng đúng, có thể dạy ngươi cái loại này tồn tại. Sư phụ há lại sẽ rất kém. Ngươi có thể có cái gì sư phụ? Đại trưởng lão trong lòng lần nữa quyết định chủ ý xóa bỏ Diệp Thần, cướp lấy Thiên Linh Ngọc Ấn. Vừa muốn động thủ, Diệp Thần nhưng là trước một bước từ trong ngực móc ra một ngọc bội, từ ngọc bể tan tành thành ai, trong đó phun trào ra một cổ càn khôn thanh khí, chính là thái thần độc môn thủ đoạn, nhất khí hóa tam thanh. Diệp Thần vốn định triệu hoán thái thần, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình lại đem nhất khí hóa tam thanh động lại. Thái thần, tỷ tỷ ta hẳn so ngươi trước ra sân. Sau đó, một cổ quen thuộc hơi thở xông vào mũi. Đây là thứ hai yêu cơ mùi. Một giây kế tiếp, một đạo tuyệt đẹp ngạo nghễ bóng người liền hạ xuống ở Diệp Thần bên người.
không phải thứ hai yêu cơ còn sẽ là ai? Thứ hai yêu cơ khá là ẩn tình đưa mắt nhìn Diệp Thần, càng không để ý tất cả người đưa tay ra nói, đứa nhỏ, người thật là sẽ chạy đâu, nhiều ngày như vậy, có hay không muốn ta? Diệp Thần thấy thứ hai yêu cơ, khá để ý bên ngoài, nhưng đồng thời vậy thở ra một hơi. Chỉ cần thứ hai yêu cơ xuất hiện, nguy cơ trước mắt coi như là vượt qua. Hắn cười một tiếng, như chút được gánh nặng nói, người hy vọng ta muốn vẫn không muốn. Thứ hai yêu cơ vừa nghe, mới vừa muốn nói cái gì, vậy đại trưởng lão chính là mở miệng nói, ngươi là người phương nào. Ai cũng được ngươi chính là Diệp Thần sau lưng sư phụ. Thứ hai yêu cơ duỗi người, buộc vòng quanh đầy đặn và vóc người nóng bỏng, sau đó lãnh đạm nhìn một cái đại trưởng lão, hướng đối phương đi tới, chính là ngươi khi dễ nhà ta Diệp Thần. Lời nói rơi xuống, một đạo máu đỏ trưởng ấn chính là khắc ở đại trưởng lão gò má bên trên. Đại trưởng lão hoàn toàn chấn trụ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở linh vực, mình lá bài tẩy, còn sẽ có người đối tự mình ra tay. Mấu chốt hắn cũng không ngờ tới đối phương lúc nào ra tay. Thứ hai yêu cơ tựa hồ không có kiên nhẫn, ánh mắt lại rơi vào tam trưởng lão trên mình, chính là ngươi, đối với ta nhà Diệp Thần nổi lên sát tâm. Tam trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, một giây kế tiếp, một cổ hỗn độn lực cuốn tới, hắn đối Diệp Thần xuất trưởng tay hóa là một đạo xương máu bạo tán ra. À! Tam trưởng lão thống khổ hô lên, thành tựu vô lượng cường giả, chiếu lý mà nói, tay cụt cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này, tam trưởng lão cảm giác tay cụt trên có một cổ vô hình hủy diệt lực. Cô gái này rốt cuộc là ai? Ở bọn họ trên địa bàn, còn không phân phải trái ra tay. Hết thảy các thứ này cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, rất nhanh, Thiên Linh Tông liền phản ứng lại, sát ý vô tận bao phủ ở thứ hai yêu cơ trên mình. Tựa hồ đám người chuẩn bị đem thứ hai yêu cơ hoàn toàn vẫn diệt. Nhưng vào lúc này, thứ hai yêu cơ khóe miệng vẫn là treo một nụ cười nhàn nhạt, môi đỏ mọng khẽ mở, mở miệng nói các ngươi chính là như thế đối đãi Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Nếu không, các ngươi từ nay về sau đều không muốn tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Tử Hoàng Tiên Cung, Thái Thượng Công Đức Chiến. Cái này hai cái nổ tính từ ngữ ngay tức thì ở đám người bên tai nổ vang. Chẳng ai nghĩ tới cô gái này sẽ là Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Càng không nghĩ đến, Diệp Thần sau lưng sẽ có lớn như vậy lai lịch. Thái thượng thế giới, tuyệt đối không có thể đắc tội Vạn Khư. Nhưng ở Vạn Khư bên trên, càng không thể đắc tội chính là Tử Hoàng Tiên Cung. Còn như thiếu nữ có phải hay không giả trang, đám người căn bản không sẽ lo lắng, bởi vì thế gian không người dám giả mạo Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Đại trưởng lão và tam trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thảm trắng, lại là ùm một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Mà thứ hai yêu cơ đối hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không có hứng thú, nàng lắc lắc vậy lồi lõm thích thú dáng người, đi tới Diệp Thần bên người, đưa tay ra, đụng vào Diệp Thần gò má, ôn nhu nói, tỷ tỷ biểu hiện như thế nào. Nếu không, người ngày hôm nay cùng ta ngủ một đêm. Diệp Thần. Ngay tại lúc này, thứ hai yêu cơ giữa eo ngọc bội bỗng nhiên lóe lên. Nàng diễn cảm cực độ biến hóa, khá là đáng tiếc nhìn về phía Diệp Thần, nói, xem ra tối nay là không được, tỷ tỷ phải về một chuyến Tử Hoàng Tiên Cung, ngươi thật ra thì hẳn cầm chỉ phi huyết mang ra ngoài, như vậy rất nhiều vấn đề sẽ đơn giản một ít, bất quá chỉ phi huyết trấn thủ tinh nguyệt cũng không tệ, chỉ ít thái thượng công đức tiền chiến, ngươi còn có thể thật tốt thực tập. Xem ngươi như vậy thiên tài, ở thái thượng công đức trước trận chiến không khỏi tranh đoạt từng giây trở nên mạnh mẽ lớn đây. Tỷ tỷ coi trọng ngươi, đi rồi. Đúng rồi, người vốn là bóp vỡ ngọc bội ngưng tụ đạo thân ảnh kia, ta ngăn cách, hiện tại để cho hắn tới giải quyết tốt đi. Dứt lời, thứ hai yêu cơ bóng người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Sau đó, một đạo mây tía phun trào. Sự việc giải quyết. Tử Sam Thái Thần hư ảnh dần dần ngưng tụ, nhìn vòng quanh bốn phía, khi thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão, diễn cảm có chút cổ quái, lần nữa liếc Diệp Thần một mắt. Nhẹ giọng mở miệng nói, xem ra cũng không có hoàn toàn giải quyết à. Vị này là Cửu Hỏa Thần Điện tiền bối, chuyện nơi đây nhờ có Phượng Viêm Cửu Tiên Sinh chiếu cố. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Thái Thần tiến cử nói. Ừ, tên này tu vi và hơi thở lại vậy, rất mạnh. Phượng Viêm Cửu nhướng mày một cái, trước mắt Tử Sam nam tử, hiển nhiên so mình mạnh hơn hoành không thiếu, thậm chí đủ để sánh vai Thiên Linh Tông đại trưởng lão. Nếu là lại tăng thêm cái đó Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả, tiểu tử này thân phận tuyệt đối không bình thường.
Nghĩ đến chỗ này, Phượng Viêm Cửu vui mừng ban đầu không cùng Diệp Thần xích mích, lại nhìn về phía Thiên Linh Tông ánh mắt bên trong, liền toát ra một chút như có như không đồng tình thương hại. Các hạ là người nào? Đại trưởng lão hiển nhiên vậy cảm nhận được liền thái thần hơi thở, vốn là lấy là đưa đi thứ hai yêu cơ, hắn có thể thở ra một hơi, nhưng không nghĩ tới vẫn còn có một người là Diệp Thần hộ đạo. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng lại cho hắn rất lớn áp lực. Diệp Thần, chuyện ngươi giải quyết được xong hết rồi, đã như vậy, vậy thì đi đan vực lên đường đi. Thái thần đối với đại trưởng lão ánh mắt làm như không nghe, đối với hắn đặt câu hỏi, lại là làm gió thoảng bên tai. Thấy tử Sam nam tử như vậy tự đại, sẽ liên lạc lại đến tử Hoàng Thiên Cung người phụ nữ, đại trưởng lão cẩn thận dè đặt tính cách dùng được từ mình vậy là không dám có bất kỳ dị động. Vừa nghĩ đến đây, hắn tim đều là lạnh một nửa. Được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, thái thần bóng người chậm rãi tiêu tán, một đạo càn khôn thanh khí tràn vào Diệp Thần ngực, đầu óc bên trong một tấm bản đồ tọa độ chậm rãi khắc ở trong lòng. Phượng Viêm Cửu cũng là duỗi người, dửng dưng mở miệng nói, đại trưởng lão, Thiên Linh Tông sự việc, ta trở về từ sẽ đúng sự thật bẩm báo, còn như kết quả như thế nào, còn được vị kia làm chủ. Ngươi nếu có thể cầm cho ra thành ý, tin tưởng Cửu Hỏa Thần Điện sẽ không bỏ rơi đã từng là tình nghĩa. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt thoáng gặp chậm, huyền yêu vực nhất tộc, gần đây nói được là làm được, cùng nhân tộc so sánh, một điểm này đáng quý. Ta tuyên bố, hôm nay thi đấu hủy bỏ, Tuyết Cơ thừa kế Thiên Linh Tông y bát, là ta tông môn truyền nhân duy nhất, mấy ngày sắp tới, chủ trì tông môn lớn nhỏ công việc, ta từ cạnh trợ giúp. Đại trưởng lão cắn răng, xuống thành tựu thay mặt tông chủ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chợt nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt nhưng là nhìn về phía hai cô gái, lúc này Thanh Khê nhìn Diệp Thần con mắt bên trong, đều là tinh mang lóe lên, thần tình sùng bái không thêm che giấu. Cảm ơn. Tuyết Cơ nhẹ nhàng lau đi liền khóe mắt trong suốt, hơi ửng đỏ hốc mắt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Thần, thấp giọng nỉ non. Ta sẽ còn trở lại, Thiên Linh Tông truyền thừa, thuộc về ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lại xem đại trưởng lão một mắt, nhưng đồng thời cũng là nói rõ. Chỉ cần mới vừa nói cam kết làm được, truyền thừa không ngừng. Đại trưởng lão nghe vậy yên lặng, Tuyết Cơ nhưng là vào giờ khắc này ngẩng đầu lên cười xinh đẹp một tiếng, đáp lại ta đợi ngươi trở lại. Phượng Viêm Cửu cũng là trêu ghẹo nói, bé gái tâm tư không ở chỗ này. Rời đi Thiên Linh Tông, Diệp Thần cũng là theo Phượng Viêm Cửu các người cùng đi tới linh vực biên giới, không có cảm giác được Thiên Linh Tông có bất kỳ dị động sau đó, hắn cây mở tay ra xuống mấy người, nhẹ giọng nói. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi sau lưng hai người kia năng lượng, nhưng tiểu tử, trên mình ngươi có một chút huyền yêu tinh máu hơi thở, còn có vậy một phần chia thần hỏa, cho nên Cửu Hỏa Thần Điện sẽ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Phượng Viêm Cửu cười một tiếng, nhìn xa hư không. Tiền bối, thần hỏa chuyện. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng nói gì, tóc đỏ người đàn ông nhưng là khoát tay một cái ngăn lại, chờ ngươi nghĩ xong, rồi hãy nói. Đúng rồi, người thân trong lòng hỗn độn kỳ lân. Ngày sau đi thế gian, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn, một khi bị người để mắt tới, sợ rằng bên cạnh ngươi vị kia, cũng khó bảo đảm ngươi chu toàn. Phượng Viêm Cửu một lời, ngược lại là để cho Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều. Hắn thân trong lòng thần hy chi phong, thiết ngai vàng, tội ác thuyền, võ đạo luân hồi đồ cùng với quá nhiều chí bảo. Hỗn độn kỳ lân, tiểu hắc, tiểu hoàng, huyết long thiên lý, cái nào không phải mọi người dòm ngó đồ. Bất quá từ đối phương trong miệng, tiểu kỳ lân thân phận hiển nhiên so mình tưởng tượng còn chân quý hơn hơn. Không đúng, đúng mới là làm sao biết mình vận dụng tiểu kỳ lân lực lượng. Thằng nhóc, người thủ đoạn không tệ, lừa gạt được người khác, có thể không gạt được ta. Hư không lôi cọ rửa thể xác, theo lý mà nói tuyệt không này vui sướng có thể, vậy nội thương đủ để cho ngươi sống không bằng chết. Không quá ta thiếu vậy nhất tộc một cái ân tình, sẽ thay ngươi bảo mật. Phượng Viêm Cửu đỏ rực mái tóc dài theo gió tung bay, giống như một chút ánh nắng đỏ rực thắp sáng thương khung, hắn hình bóng là như vậy thê lương. Tốt lắm, Cửu Hỏa lệnh ở trên mình ngươi, có chuyện có thể tìm ta, tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp lại. Trong nháy mắt quanh thân sáng lên ánh sáng nóng rực, thân máu thịt ở phóng lên cao ngay tức thì hóa thành một đầu phượng hoàng thật, vỗ cánh phủ diêu chân trời đi. Thằng nhóc, Cửu Hỏa Thần Điện thánh tử vị trí, ta cho ngươi giữ lại. Nhìn trên bầu trời phượng hoàng thật, Diệp Thần lắc đầu một cái,
hắn vốn còn muốn hỏi một chút còn dư lại thánh thiên thần hỏa chuyện cùng với phải chăng gặp qua Kỳ Tư Thanh, nhưng đối phương đi chân thực quá nhanh. Dưới mắt, vẫn là mau sớm đi và Thái Thần cùng với Chu Uyên hội hợp đi. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Đan Vực. Thái Thần và Chu Uyên đi ở nhiệt lạc phồn hoa đầu đường, Chu Uyên tiếp liền đánh ba cái nhảy mũi, nhẹ giọng nói cũng không biết công tử bên kia như thế nào. Chẳng biết tại sao, luôn là có dũng khí tâm thần không yên cảm giác, cầm ra tay ở giữa cảm ứng ngọc ấn nhìn nhìn hồi lâu, không gặp động tĩnh sau đó, Chu Uyên lúc này mới yên lòng. Hắn tự có mình cơ duyên, cạnh người không cách nào cản đoán nhân quả, nếu không có thể là, liền sẽ gặp cướp, như có thể là, một bước lên trời. Thái Thần đối với Diệp Thần, nhưng là như vậy đánh giá, lời nói tới giữa mập mờ cái nào cũng được, Chu Uyên đành phải than nhẹ một tiếng. Đây cũng là Thái Thượng Thế Giới sao? Tỉnh hồn lại Chu Uyên lúc này mới phát hiện, cùng vực ngoại bất kỳ một tòa chủ thành bất đồng chính là, nơi này không có bất kỳ người bình thường. Thí thần địa ngục mặc dù coi là Thái Thượng Thế Giới địa giới, thế nhưng bên trong quá hỗn loạn. Trước mắt chi địa, coi như là Chu Uyên lần đầu tiên cảm nhận được Thái Thượng Thế Giới tồn tại. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng là sung túc, cho nên cho dù không dưới quyết tâm khổ tu, cũng sẽ có mạnh mẽ chập chờn tồn tại. Nơi này thiên đạo quy tắc cũng là như vậy, không gian vững chắc trình độ, vậy võ giả muốn biến dạng sẽ khó khăn hơn. Thái Thần nhìn tò mò Chu Uyên, nhẹ nhàng cười một tiếng giải thích. Sư tôn, đế gia là một cái dạng gì tồn tại? Thấy cái gọi là Thái Thượng Thế Giới một vực như vậy sầm uất, rất khó tưởng tượng, ở nơi này dạng một tòa đầy là võ giả một vực bên trong, quan lấy đế họ đích gia tộc, là như thế nào tồn tại? Ta cũng có nhiều năm chưa từng đặt chân nơi đây. Vạn năm trước, trong tộc thì có siêu cấp cường giả chấn giữ. Thái Thần nhẹ giọng nói, rối loạn trong ký ức, thời gian cũng là đứt quãng, chỉ là loáng thoáng nhớ, từng có một chàng rối loạn, từng chính xác tiên đế ra mặt chấn áp. Vạn năm trước, chính xác tiên đế. Chu Uyên khó tin nói, đây chẳng phải là nói, bây giờ đế ra, rất có thể có tiên đế tồn tại. Nào có như vậy dễ dàng, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Vô lượng cảnh là thế giới hiện thật cao nhất cảnh giới, hoa chia làm 9 tầng trời, mỗi một tầng mỗi người không giống nhau, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, tiên quân, đại la kim tiên, thiên ngoại phi tiên, bất hủ chân tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tổ, chính xác tiên đế, tiên đế. Tiên hoàng bên trên, chính là ăn cắp thiên đạo sức mạnh to lớn cảnh giới, có thể tu luyện tới tiên hoàng, vốn là trong một vạn không có một, ở đi lên, thì càng là phượng mao lân giác. Thái Thần giải thích, hôm nay đế gia chỉ là có thể tồn tại vậy cùng cảnh giới cường giả thôi. Ngay tại lúc này, Thái Thần và Chu Uyên bên tai vậy truyền tới một ít thanh âm. Nghe nói sao, đế gia cử hành đại điển lập tức phải bắt đầu, nghe rộng mời thiên hạ võ giả đi trước xem điển, chỉ cần đến sân, chính là có thể dẫn đến một quả vân linh đan, đây chính là có cơ hội để cho võ giả tham phá thiên huyền, đặt chân vô lượng cảnh, trở thành thiên quân bảo dược. Lớn như vậy bút tích. Không hổ là đan vực đế gia, thánh đan thành bên trong, lại cũng không có cái nhà thứ hai tộc có thể so sánh với. Chu Uyên hiển nhiên cũng là nghe được một ít tiếng gió, không khỏi xúc động cái này đế gia dư luận tạo thế năng lực, như vậy bút tích, tương đương với đến sân chúc mừng chính là có thể dẫn đến một quả bảo dược. Bất quá là chút thức ăn thừa chế thành vân linh đan thôi, hiệu quả vậy không như vậy bá đạo, trăm cái chỉ có một quả có hiệu quả, nghe đế gia rộng mời đan vực cao cấp luyện đan sư tề tụ. Chính là vì luyện chế viên kia cửu chuyển hái linh đan. Cái gì, có nhất định cơ hội làm chính xác tiên đế dưới vô lượng cường giả có cơ hội đột phá một tầng đại cảnh giới cửu chuyển hái linh đan. Xuyệt, nghe đế gia vị kia lão tổ mệnh không lâu vậy, đế gia như thì không cách nào đột phá, ít đi một vị kia chấn giữ, ở nơi này thánh đan thành, nhà giàu có địa vị coi như. Một đường tới, đủ các loại tin đồn đều là theo gió nhỏ thổi nhập Thái Thần trong tai, từ bắt đầu trước bình tĩnh. Rồi đến phía sau mặt lộ hàn sắc, liền vị này khiêm tốn cường giả, đều là có chút bất mãn. Ha ha, đế gia, qua nhiều năm như vậy, vẫn là cái này khó coi lối ăn. Bất quá tựa hồ sa sút, nếu có tiên đế chấn giữ, làm sao có thể như vậy? Sợ rằng tiên hoàng cường giả cũng không nhất định có. Thái Thần có chút tự diễu. Không có thiên phú luyện đan, cũng chỉ có thể bị trục xuất gia tộc. Chu Uyên nghe vậy, không có lên tiếng. Xem ra mình sư tôn cùng gia tộc giữa ân oán, cũng là lúc đầu nơi này, lần này ở đế gia đại điển để gặp trở về, lại là đụng phải cái gọi là hội họp lớn.
nếu đã tới, đi ngay xem. Thái thần khẽ gật đầu một cái, Bính Ni lúc xưa nghĩ bậy, hướng về phía Chu Uyên mở miệng nói. Tới gần đế gia phủ đệ, đoàn người lui tới lại là nườm nượp không ngừng, ở hắn vòng ngoài võ giả đếm không hết, chợt liếc nhìn lại, đông nghịt toàn là đầu người toàn động, lớn cũng là vì viên kia có tỷ lệ nhất định đột phá vân linh đan tới hạ. Đến gần khu vực nòng cốt, đoàn người lui tới rõ ràng giảm nhanh, nhưng mỗi một người bất luận già trẻ, nam đều là khí vũ hiên ngang, nữ giống như tiên dáng trần tử xuống trần, được không thoát tục. Đó là đan tôn và đệ tử của hắn, Đạm Đài Tiên Tử. Thánh đan thành chủ cũng tới, nghe cũng là một vị cao cấp luyện đan sư, thiếu thành chủ cũng tới. Đế gia trước phủ đệ, cánh cửa đạp phá, như thành phố vậy sầm uất, so với trước kia thánh đan thành con đường chính, còn muốn náo nhiệt một ít. Xem ra lần này hội họp lớn, đế gia là xuống vốn gốc. Thái thần mở miệng nói, lấy hắn trong trí nhớ biết rõ, cho dù là đế gia, như vậy trọng thể buổi lễ, tiêu hao cũng là khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tử Sam Thái thần tròng mắt đông lại một cái, ở nơi này phồn hoa sau lưng, có dấu bí mật. Hai người thân hình bước nhanh hơn, đi tới trước cửa, nhưng là bị mấy tên hộ vệ thẳng ngăn lại, đế gia buổi lễ trọng thể, không xin thiệp mời. Không được tự tiện xông vào, người mau rời đi, xem điển ở vòng ngoài. Hai bức khuôn mặt xa lạ, rõ ràng không thuộc về luyện đan sư trang phục, đế gia hộ vệ ánh mắt rất là cay độc. Chu Uyên tiến lên một bước, đế gia tộc nhân, gia sư đế hợi sán cần phải mời tới tham gia buổi lễ. Oanh! Mặc dù không có thiệp mời, thế nhưng đế gia huyết thân hơi thở dấu vết là sẽ không sai, tràn ngập hỗn độn khí hơi thở trước cửa, một giọt máu tươi phù tại trên đó. Sau lưng cửa từ từ mở ra. Cái này. Mấy tên hộ vệ lẩm bẩm hai tiếng, chợt cung kính nói, hai vị. Mời. Buổi lễ chuẩn bị như thế nào? Mây lính chỗ sâu, chán tới giữa cùng thái thần có mấy phần tương tự nho nhã trung niên một bộ trắng xám áo dài, nhìn ngoài cửa sổ trúc xanh xanh biếc, vui mừng nói. Hồi tam gia mà nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, các khách khứa cũng đã vào vị trí, chỉ cùng cổ điện hiển linh, lấy ra thuốc dẫn sau đó. Là được bắt tay. Quản gia cung kính đáp lại. Theo kế hoạch tiến hành đi. Nho nhã trung niên khoát tay một cái, quản gia lui ra sau đó, hư không một hồi vặn vẹo, ở đó dừng chút chỗ sâu, lại một bóng người chậm rãi đi ra. Tam ca, luyện chế chín hái chuyển linh đan sự việc, đã để cho người ở thánh đan thành truyền ra tin tức, tin tưởng ít ngày nữa, liền sẽ cả thành mưa gió. Chỉ là, người đàn ông đồ đen có chút lo âu. Đế gia tam gia nhẹ nhàng cười một tiếng, lão tứ, người cố ý từ sẽ điều tra, lão tổ tình huống không phải là giả, luôn có người sẽ dục dịch. Lão đại vậy sẽ hết sức bảo vệ cục diện, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nho nhã trung niên theo vươn tay ra ngoài cửa sổ, một đoàn vô hình khí liền bị thưởng thức ở trong tay, nói, đế gia trời, cũng nên thay đổi một chút. Lão tổ, hừ, người đàn ông đồ đen do dự mấy phen. Mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức, nhị ca hài tử. Nói đạt tới nơi này, đế gia tứ gia ý thức được nói sai, ách, là đế hải con trai trở về. À, vậy bị vứt bỏ nhất mạch vẫn còn có mặt trở về, có ý tứ. Nho nhã trung niên phân phó nói, tìm cái lý do cầm bọn họ oanh đi, đại điển sắp tới, ta không muốn có bất kỳ nhân tố không ổn định tồn tại. Thái thần mang theo Chu Uyên vượt qua thánh đan thành cửa. Nhưng chỉ gặp trước mắt một hồi ánh sáng chói mắt choáng váng thoáng qua sau đó, hai người dựng thân giữa trời đất, vô số hướng sương mù tràn ngập. Tự thành không gian, đế gia ngược lại thật là cái phong thủy bảo địa. Chu Uyên cũng chỉ là ở tin đồn ghi lại bên trong nhìn gặp qua loại thủ đoạn này, nhìn trước mắt trùng điệp sơn xuyên biển hồ, dư thừa năng lượng ở giữa trời đất phun ra, khó trách cái này nhất tộc mạnh mẽ. Tới giữa núi rừng, vô số trăm trượng linh thú ở rong ruỗi. Gặp người đi ngang qua, vậy không công kích, ngược lại thì lộ ra thân thân mật vẻ, đầy mắt bích thúy trên bình nguyên, vạn thú sống, lộng lẫy vô cùng. Hai vị, mời. Trăm trưởng linh điểu giữa trán, đứng một tên đế gia hộ vệ cung kính mở miệng, phàm là có thể đi vào đến nơi đây, đều là lần này đại điển khách quý, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là khoản đãi. Cho nên đối với thái thần thân phận, ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại thì tao nhã lễ phép. Hiện ra hết mọi người khí phách. Thái thần cùng Chu Uyên cướp trên linh điểu, chân xuống thú cưỡi gào thét cánh rong ruỗi giữa trời đất, các loại quang cảnh hết sức ôm trong mắt,
ước chừng một lúc lâu sau, một tòa mô hình nhỏ thành chỉ hiện lên ở trước mắt. Tự đi vào bên trong là được, nơi cửa thành hộ vệ sẽ thu xếp hai vị nghỉ ngơi, đợi đến đại điển chính thức bắt đầu trước, sẽ có người chuyên tiếp đãi, đế gia hoan nghênh hai vị đến. Linh điểu trên hộ vệ ôm quyền cười một tiếng, chính là thẳng xông lên trời cao, trong mấy hơi thở chính là tiêu tán ở cuối chân trời. Chu Uyên nhìn cách đó không xa một tòa thành cửa, thật to hai chữ đế thành một mục liếc về đi, chính là làm người ta có kinh hãi cảm giác. Trong thành núi, trong núi thành. Thái thượng thế giới nhà giàu có, coi là thật bất phàm. Chu Uyên không khỏi thở dài nói. Thành trước cửa, đã có không thiếu luyện đan sư tề tụ, bọn họ có tự cho là bất phàm, trong mắt nhẹ mị không hiểu được lại nghĩ cái gì, có thì như xuân gió vậy hòa ái, ở cùng chung quanh người quen thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Dần dần nhiệt lạc trong đám người, chỉ có Thái Thần và Chu Uyên tại chỗ đứng yên, mà đám người đối cái này hai bộ khuôn mặt xa lạ, trong chốc lát vậy đang suy đoán người phần. Ta tưởng là ai, đế gia vứt bỏ nhất mạch, cũng có mặt lại đặt chân đế thành địa giới. Một đạo châm chọc tiếng cười lạnh vang lên, đám người bên trong phân nhánh hai bên, ở đó trong thành cổng hình vòng chỗ, rối rít lên cao mấy chục đạo bóng người tới dồn dập, thống nhất đế gia chế kiểu trường sam, vạt áo chỗ màu vàng kim đường vân mười phần lóng lánh. Kim lĩnh, là đế gia chấp sự khách khanh. Không thiếu thánh đan thành bản xứ đứng đầu luyện đan sư nhận ra đế gia người đến, cái này ước chừng hơn 10 vị, đều là thần cảnh cường giả. Người cầm đầu màu đen trường sam, chán tới giữa cùng Thái Thần có mấy phần tương tự, chẳng qua là chăn rừng vậy dâu che lồng liền một nửa mì cho, lộ vẻ được thương tang mấy phần. Đế Hợi Sán, là bị gia tộc đuổi đi ra vậy một chi, hắn phế vật phụ thân thật giống như tên gì Đế Hải đúng không? Tứ gia, ngài tôn quý thân phận, cùng như vậy phế vật con kiến hôi phế nói cái gì, ta cái này thì cầm bọn họ đuổi ra ngoài. Ha ha ha, thành tựu đế gia khách khanh, đám người này dĩ nhiên là không thiếu xem lời nói và sắc mặt năng lực, thấy chủ tử nhà mình cũng như vậy khinh thường, bọn họ dĩ nhiên là muốn lên án. Đế gia tứ gia sau lưng một tên kim lĩnh chấp sự khách khanh dậm chân ra, hơi thở cuồng bạo bạo tán ra, dẫn được người ở chỗ này nhóm nhiều tiếng kêu lên. Ở thánh đan thành đều là đi ngang đế gia, hôm nay lại đang nhà mình chủ thành, phách lối kiêu căng ngay tức thì nhảy lên tới cực điểm. Thậm chí chỉ cần tứ gia ra lệnh một tiếng, cho dù là đổ máu tại chỗ, đám người vậy được vỗ tay tỏ vẻ khoái trá, khen một tiếng cái này gọi là khởi đầu thuận lợi. Nghe trước đế gia đuổi ra khỏi một chi huyết thân, nhưng nguyên nhân nhưng là không rõ, không nghĩ tới lại chính là trước mặt người đàn ông này, nhìn như cũng không có như vậy không chịu nổi à. Lúc này khiêm tốn Thái Thần ẩn nặc mình hơi thở, vậy tiên hữu người nhận ra được dị thường, chư vị ở đây khách quý bên trong. Có không ít là vô lượng cấp bậc luyện đan sư, nếu như chỉ bàn về đến chiến lực, có lẽ không hề đứng đầu, thế nhưng trực giác bén nhạy nhưng là thời khắc nhắc nhở cái gì. Một số người ánh mắt phức tạp nhìn Thái Thần một mắt chính là lui ra hắn quanh thân, dẫu sao đế gia địa vị ở chỗ này, hôm nay lại là buổi lễ trọng thể sắp tới, không người nguyện ý đắc tội cái này tôn cự phách, trong chốc lát Thái Thần thầy trò bị cô lập ở ngoài thành trên quảng trường. Chu Uyên sắc mặt tái xanh. Lúc này liền là muốn quơ múa quả đấm động thân, mọi người ở đây thấy một cái bán thần cảnh tiểu tử chưa ráo máu đầu muốn bất bình dùm, đế gia chấp sự khách khanh cửa rối rít phình bụng cười to. Thằng nhóc chưa dứt sữa lá gan cũng không nhỏ. Đế gia tứ gia hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, làm sao, núp ở một thằng nhãi con sau lưng không dám mở miệng. Thức thời, nhanh chóng lăn. Đế gia, không hoan nghênh các ngươi. Chu Uyên còn muốn nói gì? Nhưng là bị Thái Thần ngăn lại, hắn vỗ vỗ Chu Uyên bả vai tỏ ý hắn lui ra, ngại vì sư tôn phân phó, Chu Uyên đành phải im miệng. Đã nhiều năm như vậy, đế gia, vẫn là một như thường lệ, như vậy lối ăn, cực kỳ khó coi. Thái Thần nhẹ giọng lắc đầu, tựa hồ là vô cùng là thất vọng, quay đầu hướng về phía Chu Uyên nhẹ giọng nói. Gia tộc như vậy, không dung cũng được, tư tưởng đã rõ ràng, vạn sự đều là qua, sớm muộn có một ngày. Sẽ chôn vùi bụi bặm bên trong không còn. Càn rỡ. Một tên kim lĩnh chấp sự lúc này hét lớn, ở đế gia địa giới trên như vậy coi rẻ, hắn sao có thể khoan dung. Đám người cũng không muốn thả qua cái này ở chủ tử trước mặt tốt như thế cơ hội, lúc này liền là có người mở miệng nói. Tứ gia, bẩm báo trong tộc, đêm này bêu xấu đế gia người thủ cấp chém xuống thị chúng, ta trước lấy đầu lâu. Kim lĩnh chấp sự lời còn chưa dứt. Nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm,
đầu mình đã bị một bàn tay vô hình vững vàng bấu vào, nhúc nhích không được. Vừa muốn vùng vẫy, nhưng là sống lưng chợt lạnh, cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, còn chưa kịp phản kháng, một đạo lực lượng vô hình cũng đã là hung hăng đập vào ngực mình bên trên. Ho, ngươi dám! Một ngụm máu tươi cùng thịt vụn phun ra, Kim Lĩnh chấp sự trừng được giống như chuông đồng vậy con ngươi nhưng là lại không ngừng thu nhỏ lại, đó là bởi vì, hắn thân thể đã hóa là một phiến xương máu. Phịch! Thái thần cuối cùng không nhúc nhích, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn đế gia tứ gia, chỉ là gọi Chu Huyên nói, đi thôi. Mấy chục người lúc này chuẩn bị chen nhau lên, nhưng là bị người đàn ông đồ đen khoát tay ngăn lại, phân phó nói, đại điển sắp tới, thả hắn một lần. Xoay người chính là rời đi, đế thành bên trong, một gã chấp sự muốn nói lại thôi, nhìn người đàn ông đồ đen dửng dưng tiến lên bóng người, cuối cùng là không nhịn được mở miệng nói, tứ gia, chúng ta. Mới vừa nếu như ra tay, ta đế gia vô luận như thế nào, thanh danh cũng sẽ bị tổn thương, huống chi ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên. Các ngươi đi đi, làm sạch sẽ một ít, không muốn để cho người biết được. Người đàn ông đồ đen dưới chân nhịp bước một lần. Chậm rãi mở miệng nói. Mấy chục người thân hình ngay tức thì tại chỗ tiêu tán, hư không thoáng qua một chút rung động, đế gia tứ gia nhịp bước hướng bên trong thành chỗ sâu đi tới. Sư tôn, chúng ta cứ như vậy rời đi. Theo thái thần một đường rời đi đế gia địa giới, ở thánh đan thành bên trong, đã là chiều tà lúc, tỏa ra thầy trò hai người tịch mịch thân hình. Ở thái thượng thế giới đan vực, cái này vốn là nhất tộc sỉ nhục. Vô sổ năm thành kiến hóa thành một ngọn núi lớn, không thể leo tới phụ. Đan sư, ở toàn bộ thái thượng thế giới địa vị tuyệt đối đều là siêu nhiên tồn tại, có lẽ cũng không kinh diễm tại bọn họ người chiến lực, mà là khuất phục ở đó tùy thời có thể điều động một cổ thế lực khủng bố lực hiệu triệu hạ. Vạn khư vũ hoàng cổ đế và đan vực vậy có rất lớn liên lạc, vạn khư đan dược rất lớn một phần là đến từ đan vực. Đan vực sở dĩ làm tên. Chính là tụ tập toàn bộ thái thượng thế giới nhất là đứng đầu một nhóm đan sư, cũng là thái thượng thế giới rất nhiều vực bên trong, đặc thù tồn tại. Đế gia có đỉnh này thỉnh chi dơ, tự nhiên sẽ không cúi đầu. Thái thần nụ cười bên trong có vẻ khổ sở, cho dù một mình hắn có thể địch nghìn quân, nhưng cái khó đổi nhân tâm. Công tử vậy ở trên đường chạy tới, xem ra Thiên Linh Tông sự việc đã giải quyết, tiếp theo chúng ta nên đi nơi nào. Chu Huyên cố ý đổi chủ đề. Lại nữa nói tới đế gia chuyện, cũng không muốn để cho mình sư tôn âm thầm thần thương, lời còn không rơi xuống, phía trước thái thần nhưng là dừng chân một cái, vẻ mặt uy nghiêm. Ta không so đo, nhưng xem ra có vài người thì không muốn để cho đế gia thái bình. Giờ khắc này, thái thần trong mắt bên trong vô cùng băng lãnh, là thất vọng, là căm hận. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã tới đan vực địa giới. Hắn con người híp lại. Ngược lại là không nghĩ tới thái thượng thế giới còn có cái này một vực. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa tử Hoàn Đại Đế mở miệng nói, đan vực ở thái thượng thế giới rất nhiều vực bên trong lịch sử cực kỳ lâu đời, mặc dù không lại đỉnh cấp, nhưng vũ hoàng cổ đế vạn khư, thậm chí tử hoàng tiên cung đều cùng nơi đây có lui tới. Năm đó tử hoàng tiên cung thậm chí liên hiệp đan vực đám người đan sư, luyện chế một quả thần đan, mà đây cái thần đan cũng là một lần kia thái thượng công đức chiến khen thưởng. Nói không chừng, lần này thái thượng công đức chiến tưởng thưởng cũng cùng nơi đây có chút quan hệ. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đan vực có lai lịch lớn như vậy. Đan vực sẽ hay không có cứu thiên nữ và ma đế đồ. Mình ngược lại là có thể thử biết rõ một tí. Cũng không biết thái thần đích gia tộc ở chỗ này là cái gì trình độ. Hắn luôn cảm giác thái thần trên mình cất giấu rất nhiều bí mật. Diệp Thần nhịp bước không ngừng tăng nhanh. Hắn dựa theo đầu óc bên trong tọa độ, hướng thánh đan thành một khắc không ngừng tiến về trước. Liền lúc trước, võ đạo luân hồi đồ bên trong khẽ động. Diệp Thần lại có thể lần nữa nghe được huyết hoàng tộc nữ đế thanh âm. Có một cái tin tức xấu, ngươi có lẽ hẳn biết. Cái này hỗn độn kỳ lân vì giúp ngươi, vì ngươi nhận chịu hư không kiếp trái lực. Võ đạo luân hồi đồ bên trong. Một bộ màu máu quần dài nữ đế vểnh lên trước sáng bóng cước nha mị hoặc tư thế ngồi hiển lộ xuân quang, nhưng Diệp Thần tầm mắt nhưng là từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ở huyết hoàng tộc nữ đế bên người, tiểu kỳ lân cả người vết thương, sùng yếu ớt, yên tĩnh nằm ở nàng quần bên. Từng mảnh vảy không ngừng rụng, phức tạp trước phơi bày màu xám đen máu thịt, tiểu kỳ lân quanh thân loang lổ vết thương phân bố, loáng thoáng có thể thấy máu thịt căn cốt. Bảo bảo thật khó chịu.
thấy Diệp Thần câu nói đầu tiên, chính là bập bẹ thống khổ tiếng, rũ mí mắt lại cũng chống đỡ động không ở, chậm rãi khép lại. Đứa nhỏ. Diệp Thần tiến lên một cái ôm lấy trong ngực Tiểu Kỳ Lân, cái này thay hắn gặp nạn đứa nhỏ, từ đầu chí cuối cũng không có bất kỳ bất mãn. Nếu như thành niên hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc, liền ta cũng cho ba phần mặt mỏng, có thể cái này thời kỳ ấu thơ đứa nhỏ. Nữ đế môi mỏng khải hợp, nhẹ giọng mở miệng, nhưng là văn không được phân nửa tâm trạng. Diệp Thần con người đông lại một cái, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, nhưng không chút nào dùng. Hắn thành tựu luân hồi chi chủ, cũng không hy vọng người khác bởi vì mình ra chuyện. Nếu không hắn đạo tâm tất nhiên là cả đời vết rách. Hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, nữ đế, người có thể cứu trị phương pháp. Đánh bạc tánh mạng người vậy nguyện ý. Nữ đế ngước mắt, tay trắng thon thon chống cằm, lười biếng nói. Nguyện ý. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi nói. Vang vang có lực, ánh mắt kiên định, lại ẩn chứa có một chút ý định giết người. Oanh. Nữ đế dĩ nhiên là cảm thấy Diệp Thần sát ý, nàng mảnh khảnh tay trắng nhẹ nhàng vung lên, Diệp Thần chính là bị một hồi sức lực gió mạnh thổi phất đi. Thằng nhóc, không muốn lấy là ta làm thật không dám giết ngươi. Huyết hoàng tộc nữ đế tuy nhiên đối với luân hồi chi chủ thật là tò mò, hai người vậy có ước định, nhưng quyết không cho phép thái độ như thế. Nhưng thấy quật cường Diệp Thần lần nữa đứng dậy, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, luân hồi chi chủ hứa một lời, ta cũng không muốn dính nhân quả. Hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc đã sớm diệt vong, nếu như ngươi có thể tìm được nó tổ địa, còn có cứu. Năm đó thái thượng thế giới có một thần bí vực, tên là Kỳ Lân vực, nơi đó có một bụi Kỳ Lân máu cỏ, có thể cứu cái này đứa nhỏ. Bất quá Kỳ Lân máu cỏ và Kỳ Lân vực còn có tồn tại hay không thế gian, không người biết. Hết thảy các thứ này quá mức rất xưa. Oanh! Màu máu váy đầm dài theo gió tung bay, một trường vỗ về phía Diệp Thần ngực, đem hắn thần hồn từ võ đạo luân hồi đổ thế giới nhất kích tán loạn. Không nên đối với ta bại lộ sát ý, nếu có lần sau nữa, ta tự mình lấy tính mạng ngươi. Còn nữa, phải cứu Tiểu Kỳ Lân mà nói, ngươi không có nhiều ít thời gian. Càng nhanh càng tốt. Một đạo nữ tiếng yếu ớt truyền ra, sau đó vô luận Diệp Thần như thế nào hỏi, đều là không có được bất kỳ đáp lại. Liền liền võ đạo luân hồi đổ thế giới, đều đang là bị nữ đế cưỡng ép phong ấn, lấy hắn thực lực trước mắt, không vào được. Đứa nhỏ, một chút huyết hoàng lực tặng ngươi, có thể hay không vượt qua, liền xem ngươi tạo hóa. Nữ đế cởi ra một bộ diêm dúa tập trung máu quần đỏ, sáng bóng như ngọc vóc người vừa xem trọn vẹn, nàng nhẹ nhàng dương ra một đôi cánh tay ngọc, đem nám đen Tiểu Kỳ Lân ôm vào trong ngực, chợt đỏ tươi ngọn lửa tràn ngập bay lên, cả tòa võ đạo luân hồi đồ đều là lâm vào hừng hực lửa cháy mạnh bên trong. Ho! Mà giờ khắc này Diệp Thần nhẹ ho ra một ngụm máu tươi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này huyết hoàng tộc nữ đế ra tay sẽ nặng như vậy. Thậm chí cũng không kịp hắn vận dụng thiết ngai vàng và trần bia bảo vệ. Đối phương mới vừa rồi một kích lực lượng, hẳn kém không nhiều đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ 4, cũng chính là bất hủ chân tiên cấp bậc, hắn tự nhiên rất khó ngăn cản. Dưới mắt, hắn cũng không dự định chữa thương, mang trọng thương trực tiếp hướng một phương hướng đi. Như là tìm ra thái thần, có lẽ thái thần biết Kỳ Lân vực ở nơi nào. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, đan vực, đế gia. Một cái nho nhã nam tử hai tay chắp sau lưng, nhìn đế gia náo nhiệt, tựa hồ tâm tình không tệ. Người này chính là đế gia Tam gia. Đế gia Tam gia tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn một cái hư không chập chờn đi ra bóng người, hỏi, sự việc thế nào? Đế gia Tứ gia từ trong đi ra, dừng một chút, nói, tên kia tu vi không kém, ngay trước mọi người chiết nhục trong tộc chấp sự khách khanh, xem ra những năm này bên ngoài, thu hoạch không thiếu. Đế gia Tam gia nụ cười bên trong thoáng qua một chút hàn mang, nói con kiến hôi mà thôi, từ đế hải đối vạn khư bất kính, bỏ mình một khắc đó trở đi, gia tộc này liền không có hắn và hắn hậu nhân đất đặt chân. Chuyện hôm nay cảnh khách không ít người ở bên, ngại vì gia tộc danh dự, ta chỉ là hạ lệnh trục khách, đã phái người đuổi theo giết. Đế gia Tứ gia nhẹ giọng đáp lại, ngươi làm việc, ta gần đây yên tâm. Nghe được mình muốn nghe câu trả lời. Đế gia Tam gia mi mắt tới giữa lại nạp gió xuân, lẩm bẩm nói, chỉ có du ngoạn chỗ cao, mới có thể viết mình hết thảy mong muốn, dẫu sao có chút chân tướng, không được nhân tâm. Đế gia Tứ gia nghe vậy run lên, chợt thấp mi không dám thở tức. Đi đi, dựa theo kế hoạch,
ngày mai đem mở tổ điện lấy tài liệu, chín hái chuyển linh đan, gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, đế gia khác một ngôi đại điện bên trong. Tòa đại điện này hiển nhiên so với tam gia đế gia, hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng không thiếu. Đế gia những năm này một mực sụp đổ, trong ngoài tranh đấu, cũng không bề ngoài nhìn như vậy hòa bình. Mờ tối trong đại điện, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là trong trẻo lạnh lùng quang lượn lờ đại điện, vậy thấu không vào phân nửa. Lão Tam chỉ tính theo ý mình đánh được không tệ, một lần hành động thanh danh lớn nóng này, nếu như lão tổ hồi phục, đế gia đem thành một lời đường. Một cái bị hắc ám che đậy bóng người, chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân, tam gia nếu như thành công, đan vực sợ rằng sẽ đối với ngài bất lợi. Một món khác bóng người mới vừa muốn tiếp tục nói gì, nhưng là bị trong bóng tối thanh âm trầm giọng ngăn lại, không cần, có lúc nhìn thấy hết thảy, không nhất định là thật. Người nói, gia tộc nếu như giao đến lão tam trong tay, có thể hay không kéo dài. Hắc ám bên trong vừa dứt lời, chỉ nghe văn phốc thông một tiếng, đó là hai đầu gối thẳng đập đất thanh âm. Người làm, sao dám nói bừa. Xương cốt toàn thân run rẩy kéo kẹt tiếng ở yên tĩnh nửa đêm bên trong vẫn là có thể nghe rõ ràng, không thấy mặt cho, nhưng là làm người ta nghẹt thở. Từ Vũ Hoàng cổ đế xưng bá sau đó, đế gia sớm thì không phải là đi qua đế gia, cũng không biết lần này thái thượng công đức chiến, biết hay không như cũ vạn khư chiếm đoạt, thật hy vọng có người đứng ra đối kháng vạn khư đây. Đáng tiếc luân hồi chi chủ như cũ quá nhỏ yếu, nếu như Nhâm Phi Phàm và thiên nữ liên thủ có lẽ còn có chút hí. Mới vừa rồi chuyện, thuận miệng liền nói thôi. Đổi câu chuyện, lúc trước Lăng Liệt dùng mình liếm liền mấy phần, nhưng là nghe được vậy đạo thanh âm trầm ổn nghi ngờ nói, nghe nói ngày hôm nay có người ở đan vực đế ra gây chuyện hả? Hình như là đế hải hậu nhân trở về. Không tiếng động trong đại điện, quỳ dưới đất ông già mồ hôi đã sớm thấm ướt áo quần. Nói như vậy, lão tam và lão tứ đã ra tay. Bẩm đại nhân, chính là... Lại là khẽ than một tiếng, chỉ nghe được trầm giọng rất có không biết làm sao, nhưng cũng không gặp cấp sắc, không sao, nếu như ta đoán không sai, hẳn chết hết. Quỳ dưới đất ông già cúi đầu dán đất, đại nhân rất ý tứ rõ ràng, chết, vậy thì không phải là chỉ đế Hợi Sán một người, mà là đế gia người. Hắn sẽ còn trở lại, bất quá, trên người hắn vì sao có luân hồi hơi thở, chẳng lẽ hắn lựa chọn hôm nay còn yếu nhỏ luân hồi chi chủ trận doanh. Cũng không biết ở tiếp theo thái thượng công đức chiến bên trong, luân hồi chi chủ có thể sống sót hay không. Tốt lắm, người đi xuống đi. Lần này, trầm ổn bên trong có một chút khao khát, ban đầu lạnh lùng sát ý cũng sẽ không. Quỳ xuống đất người như sắp đại xá, nghiêng đầu đi ra ngoài cửa. Oanh! Giờ phút này, thánh đan thành bên ngoài, một hồi vang lớn kinh được ở giữa rừng linh thú tứ tán. Bí mật trong rừng. Một cái không thấy đáy hố sâu bốn phía, ước chừng mấy chục người đảo mắt nhìn hắn hạ, lộ ra châm chọc nụ cười, mỗi một người trước ngực, một đạo sán màu vàng kim văn lĩnh đâm rách đêm vắng vẻ ám. Không biết trời cao đất rộng đồ, đế gia cũng là người dám đặt chân địa phương, vứt bỏ nhất mạch, nên phải có tự mình hiểu lấy. Xí, lão đại, thằng nhóc này cũng coi là có dũng khí, chính là leo cao chi phượng hoàng cũng không dám như vậy trắng trợn đến gần ta đế gia. Ha ha ha, Phượng Hoàng, gà vườn thôi. Đám người bên trong một người khinh thường, chọc được đám người đồng loạt châm chọc cười to. Đế gia nuôi như vậy một đám chó điên, khó trách điệu bộ thấp như vậy hả? Một đạo quát chói tai tiếng vang lên, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu ngược vù vù vang dội màu tím trường sam, thái thần con mắt lúc đó, một đạo hàn mang bắn ra, lột một người đầu lâu. Suy, một vòi máu phóng lên cao. Bánh xe lộc một viên đầu to lớn lăn nhập một bên cỏ dại tới giữa, trên mặt còn tràn đầy châm chọc nụ cười. Người cầm đầu kiến thức không ổn, bọn họ cũng đều là tiên quân tồn tại. Mà trước mắt có thể trong nháy mắt giết tiên quân, đối phương thực lực tuyệt đối khủng bố. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây thật là một chân đạp ở trên thiết bản, đập mình chân không nói, sợ rằng khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Lên! Ra lệnh một tiếng. Không rõ cho nên mấy người chen nhau lên, cầm đầu nam tử nhưng là bước chân về phía sau di động mấy phần, hư không chập chờn, chuẩn bị rời đi. Thái thần chân đạp hư không hai tay thua lập, trường sam chỉ là rung động, một cổ mãnh liệt sức lực gió liền đan vực không gian đều là mơ hồ vặn vẹo mở, ngay tức thì liền đem mấy người vô tình vặn cổ. Hắn thực lực, trước đây ẩn núp.
Còn thừa lại mấy người run lẩy bẩy nhìn về phía sau, nơi nào còn có nhà mình đại nhân thân hình. Phốc thông. Mấy người rối rít mất ý chí chiến đấu, quỳ sụp xuống đất. Đại nhân, chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một cái. Lời còn chưa dứt, Thái Thần chính là ống tay áo vung lên, vô biên kình khí đem đám người hóa là một phiến xương máu. Thánh Đan Thành bên ngoài vậy khôi phục bình tĩnh. Đế gia, Thái Thần tròng mắt đông lại một cái, liền phải hướng Thánh Đan Thành bên trong đi tới, Chu Huyên nhưng là phát hiện cái gì, ngưng trọng nói, sư tôn, ta cảm thấy công tử hơi thở, hắn đã tới đan vực. Dứt lời, Diệp Thần bóng người chính là xuất hiện ở Chu Huyên và Thái Thần trước mặt. Thái Thần tự nhiên thời gian đầu tiên phát hiện Diệp Thần thương thế, chấn động nói, Diệp Thần, ngươi tổn thương. Kết quả chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, bát quái thiên đan thuật thi triển, Thái Thần tiền bối, không có gì đáng ngại, ta nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể khôi phục. Thái Thần vốn là còn muốn nói điều gì, liền gặp Diệp Thần đã tiến vào trạng thái, nhìn một cái Chu Huyên, liền là thủ hộ ở Diệp Thần bên người. Nhâm Phi Phàm không có ở đây, hắn có lý do trở thành luân hồi chi chủ hộ đạo giả. Một ngày sau, hôm nay, chính là đế gia đại điển bắt đầu lúc. Quảng trường lớn như vậy bên trên, bóng người nhốn nháo, phần lớn là trẻ tuổi một đời con em tụ tập, có người xuất sắc, đã đặt chân liền đại la kim tiên. Đạm đài tiên tử không chỉ có đan thuật sư thừa liền đan tôn đại nhân, tu vi cũng là bộc phát kinh khủng, nghe sau này muốn tham gia thái thượng công đức chiến, thậm chí còn ở mấy ngày trước lấy được tử hoàng tiên cung đa bảo thiên quân tiếp gặp. Thiếu thành chủ Tiếu sáng sớm cũng là như vậy, trẻ tuổi một đời có thể xưng hùng. Trên quảng trường, nghị luận ầm ĩ đám người chỉ nghe được một tiếng thanh thúy chuông âm truyền khắp toàn bộ đế gia, liền liền thánh đan thành đều là có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều hướng một phương hướng nhìn chăm chú đi, ở nơi đó, đều là mặt mũi quen thuộc. Đế gia gia chủ, đế gia tam gia tứ gia các người cũng ở trong đó. Chờ lát nữa vẫn là phải dựa vào đan tôn đại nhân ra tay. Đế gia tam gia nụ cười làm người ta như mộc gió xuân vậy ấm áp tim, lời nói tới giữa lại là nhún nhường có tốn. Mà hắn bên người đứng một cái mang mặt nạ uy nghiêm người đàn ông, hắn chính là hôm nay đế gia gia chủ. Đế gia gia chủ đeo một bộ bằng bạc mặt nạ, không gặp tôn dung đồng thời, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Được gọi làm đan tôn nam tử một bộ trôi giạt đồ xanh, nhưng là giọng bể dâu nói, còn được đa tạ đế gia liền nhưng ta đời người một nguyện, cửu chuyển hái linh đan cái này cùng nghịch thiên bảo, liền ta đều là không có 10 phần chắc chắn. Đan tôn dư quang liếc mắt một cái đế gia cầm đầu nam tử, cười nói. Đan tôn đại nhân nói cười, nếu như ngài cũng có thể thất bại. Như vậy thái thượng thế giới, sợ rằng không người có thể gánh này đại nhâm. Phải biết, vãng giới thái thượng công đức chiến khen thưởng, ngươi nhưng mà luyện chế không thiếu. Tử hoàng tiên cung sợ rằng đều phải cầm ngươi làm chỗ thượng khách. Đế gia tam gia cười lớn một tiếng, thật là phóng khoáng. Đan tôn đại nhân cứ việc thi triển chính là, ta đế gia cam kết, nếu như thành công, hơn tài tất cả thuộc về đan lầu tất cả, chúng ta chỉ cần một quả cửu chuyển hái linh đan là được. Vậy đan tôn nghe vậy, trước mắt sáng lên, nói, lời ấy thật không? Luyện chế cửu chuyển hái linh đan cái này cũng có thể làm vô lượng cường giả đột phá nghịch thiên thần dược, cần thần tài tự nhiên đương kim chín thiên linh cỏ, cỏ này ứng thiên địa đạo thì tạo hóa mà sống, không có dễ không bình, lại là vô hình không màu, nấp trong thiên địa, không hiện phân nửa. Đối với vạn khư, thậm chí còn tử hoàng tiên cung đều là chí bảo, chớ đừng nói chi là đan tôn. Vậy. Không biết đế gia chủ phải chăng cũng là cái ý này. Đan tôn nhìn về cầm đầu mặt mang bằng bạc mặt nạ nam tử, dò xét tính nhỏ giọng mở miệng nói. Dẫu sao lời nói mới rồi là đế gia tam gia mà nói, còn chân chính chấp trưởng đế gia còn muốn xem đế gia gia chủ. Đế gia tam gia mặt mũi tới giữa thoáng qua một chút không vui, nhưng cũng là rất khôn khéo che giấu đi. À, tam đệ cũng là vì gia tộc muốn, lần này đại điển do hắn một tay sắp đặt. Tự nhiên hắn nói chuyện là định đoạt. Người trung niên trầm giọng nói. Đại ca quá khen. Đế gia tam gia cười nhạt, thật là thoải mái. Các vị, giờ đã đến. Một vị người đàn ông đồ đen tiến lên một bước nhắc nhở. Đây là, đan tôn nghi ngờ nói. Đế gia tam gia mở miệng giải thích, chín thiên linh cỏ cực kỳ hiếm hoi, chỉ ở tộc ta tổ điện bên trong có dấu ghi,
hôm nay liền đem thần tài lấy ra, cung cấp Đan Tôn đại nhân sử dụng. Mở. Một đạo huyết tuyến bão tố ra, ở đế gia tự thành càn khôn một mảnh thế giới nhỏ bên trong lóng lánh bay lên, chợt hóa thành một vòng máu ngày, cao treo hư không. Oanh. Theo đế gia tộc nhân trận pháp điều khiển, trên 9 tầng trời máu ngày thẳng bạo tán ra, ở đó ánh mục tràn đầy phong cách cổ xưa hơi thở chỗ cuối, một tôn to lớn thần môn chậm rãi phơi bày, lộng lẫy hết sức. Ước chừng trăm trượng cao trên cửa, sức sống cùng sát ý cũng lộ vẻ, thiên đạo quy tắc ở hiện ra rồi sau đó phai mờ, đủ các loại búa rìu câu xoa vết nói cho nơi đây từng trải qua máu và lửa tẩy rửa. Dù là vạn năm đi qua, như cũ rõ ràng lại khiếp người. Vô số tiểu bối chỉ là một cái nhìn thoáng qua, thất khiếu chính là bắt đầu chảy máu vượt quá, đám người bên trong tung lên vẻ bối rối. Không sao, ngày xưa uy áp mà thôi, không muốn xem chính là. Đế gia Tam gia mở miệng quát một tiếng, vạn chúng võ giả tất cả đều nhắm lại hai tròng mắt, không dám nhìn thẳng cái này phiến cổ xưa cửa. Giỏi một cái đế gia. Thánh Đan thành thành chủ trong lòng quát lạnh một tiếng, lập uy lại cưỡi ở phủ thành chủ trên đầu. Oanh! Cái này khí tức cổ xưa đè được cả tòa Thánh Đan thành đều là bao phủ ở sao động bên trong. Hô! Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Diệp Thần cũng là bị cái này cổ hơi thở hấp dẫn, mở mắt ra. Chu Uyên nhìn thong thả tỉnh lại Diệp Thần, vui vẻ nói, công tử, người thương thế thế nào? Diệp Thần con người đông lại một cái, cười nói, không có gì đáng ngại. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhìn về phía Thái Thần, hỏi Thái Thần tiền bối, người có thể biết Kỳ Lân vực. Sau đó, hắn liền đem Thiên Linh Tông gặp gỡ toàn bộ nói tới. Kỳ Lân vực, Thái Thần chau mày, tựa hồ liền hắn trí nhớ, đều là không có bất kỳ liên quan tới Diệp Thần nói tin tức. Thái thượng thế giới thiên thiên vạn vạn vực, cũng khá là thần bí, mỗi người tọa độ, vậy rất khó tìm tìm. Ví dụ như Vũ Hoàng Cổ Đế muốn đi thiên nữ địa giới, vậy rất mệt khó khăn. Có lẽ thời kỳ viễn cổ thái thượng thế giới, có như thế một vực tồn tại, chỉ theo trước hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc diệt tuyệt, cũng đã sớm không thấy dấu vết có thể tìm ra. Coi như là Nhâm Phi phàm có thể cũng không biết. Bất quá Huyền Yêu vực và Kỳ Lân vực tựa hồ có chút nhân quả, có lẽ Huyền Yêu vực sẽ có nơi ghi lại, nhưng... Đột nhiên, Thánh Đan thành một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thái Thần chưa từng quay đầu lại. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một quả thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa ngọc ấn, chợt mở miệng nói, xem ra, chỉ có thể tìm Cửu Hỏa Thần Điện. Chu Uyên nhưng là nói tiếp, Phượng Viêm Cửu người này tất có mưu đồ, từ công tử nói, ngay từ đầu lấy lòng không đúng lắm. Hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ Cửu Hỏa Thần Điện ý, huống chi, này người biết được công tử thân trong lòng hỗn độn Kỳ Lân, nhưng là không hiện lộ thanh sắc, khó bảo toàn có bẫy. Một khi chuyện không thể là... Bằng chúng ta thực lực nếu như mạnh sông Cửu Hỏa Thần Điện, ở đối phương địa giới trên, cũng không tốt xử lý. Huyền Yêu vực nội tình vô cùng hùng hậu, vô lượng cảnh cường giả không khỏi đếm, cho dù là có Thái Thần che chở, một khi hãm thân trong đó, đối mặt cũng không chỉ Cửu Hỏa Thần Điện một cổ thế lực. Chu Uyên, ta không như thế cho rằng, giờ phút này đi Huyền Yêu vực, vừa vặn thích hợp. Đế ra sự việc, sợ rằng thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Thái Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, đi Huyền Yêu vực, Cửu Hỏa Thần Điện. Hình ảnh quay về. Đế gia. Đây cũng là đế gia tổ điện. Chỉ là uy áp, chính là làm được thiên huyền cảnh võ giả không ngóc đầu lên được. Đế gia cao tầng dựng thân trên hư không, nhìn xuống muôn vàn võ giả, tự tin cùng cuồng ngạo vẻ hiện ra hết. Mở tổ điện. Đế gia tứ gia dẫn đầu hành động. Một giọt huyết dịch màu vàng ngưng tụ thành một đạo ánh sáng, hướng thần môn lao đi. Ca. Khép mở phong cách cổ xưa cự môn có một chút giãn ra. Đế gia Tam gia giờ phút này cũng là khuôn mặt ngưng trọng, cùng đế gia gia chủ liếc nhau một cái, hai đạo máu tươi hòa vào nhau, hóa thành một cái thông thiên thần liên quất mạnh hư không, đạo tác lực giật tán. Cái này hai lão gia, đều là sắp bước ra một bước kia. Đan Tôn giờ phút này cũng có một chút thổn thức cảm giác. Nguyên vốn cho là sắp mở lớn thần môn nhưng là tản mát ra một cổ cường đại lực đẩy, vậy một chút giãn ra lỗ hổng chỗ, lũ lũ hỗn độn diệt thế hơi thở phún ra ngoài. Oanh! Đế gia tứ gia một cái sơ sẩy, bị đốt đi cánh tay phải. À! Vô lượng cảnh cường giả, ở hỗn độn lực lượng trước mặt, cũng là khó mà ngăn cản. Đế gia Tam gia thấy vậy, chợt hai ngón tay cũng kiếm,
tận gốc chém tới liền đế gia tứ gia cánh tay. Hỗn độn chi diễm. Hắn không thể tưởng tượng nổi con ngươi trợn to, vì sao chúng ta huyết mạch lực sẽ gặp phải tổ địa cắn trả, còn đánh nữa thôi mở tổ địa cửa. Nói xong hắn nhìn về phía một người, ánh mắt nhìn về, chính là bằng bạc mặt nạ đế gia gia chủ. Đế gia gia chủ con ngươi híp lại, cũng là có chút bất ngờ, nói. Chẳng lẽ là, chúng ta huyết mạch lực quá yếu ớt, không cách nào mở tổ địa, không bị đồng ý. Chúng ta huyết mạch đều không cách nào mở tổ địa truyền thừa. Có lẽ chỉ có đế hải vậy nhất tộc. Năm đó đế hải huyết mạch là chúng ta trong mấy người, cường đại nhất, chỉ tiếc đế hải. Ai? Đúng rồi, đế hải hài tử không là xuất hiện ở đan vực, người khác đâu. Đế gia gia chủ đặt câu hỏi nói. Đế gia tam gia các người diễn cảm ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới mở tổ địa, lại sẽ cần một cái bị đuổi đế gia hậu nhân máu. Đây là hạng châm biếm. Mấu chốt hắn trước đây phái người đối đế hải hậu nhân ra tay. Một khi đế hải hậu nhân mở tổ địa, người phần tất nhiên nước lên thuyền lên. Đến lúc đó địa vị mình sẽ hơn nữa cách xa đế gia quyền lợi trung tâm. Đế gia gia chủ tựa hồ biết cái gì hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, một con thần long từ trên trời hạ xuống. Chủ nhân, có gì phân phó? Rồng thần trên cao nhìn xuống nói. Đế gia gia chủ con ngươi híp lại, phân phó nói, giúp ta xác định đế hải chi tử rơi xuống, lập tức. Rồng thần mắt rồng nhắm lại, hư không chập chờn, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, bọn họ tựa hồ rời đi đan vực, đi huyền yêu vực. Đế gia gia chủ vừa nghe, uy nghiêm nói, đem mang về. Thái độ hạ thấp. Cùng lúc đó, huyền yêu vực. Diệp thần và thái thần các người tự nhiên không biết bọn họ đang bị đan vực đế gia người tìm, bọn họ dưới mắt cần phải tìm được cửu hỏa thần điện. Công tử, nơi này chính là huyền yêu vực sao? Chu Uyên đi tới huyền yêu vực địa giới cảm khái nói, nơi này dãy núi con sông so với cái khác, đều là cao lớn không ít, dựng thân giới này lúc đó, giống như con kiến hôi nhìn bầu trời. Diệp thần cũng không trả lời, trực tiếp bóp nát trong tay cửu hỏa lệnh, một cổ đốt khó hiểu ngọn lửa trùng tiêu tiêu tán, toàn cho dù là ngoài cửu thiên, một tiếng phượng hót chợt nổi lên. Tới, giữa trời đất trong nháy mắt thất sắc, kinh khủng sóng nhiệt phét sạch quanh mình. Nhưng là cũng không hủy xấu xa sinh linh chi sát cơ hội. Thật là khủng khiếp khống chế lửa năng lực. Đây là thái thần đối với phượng viêm cửu ấn tượng đầu tiên, người này so tưởng tượng bên trong cường hoành hơn không thiếu. Phượng tiền bối, thật lâu không gặp. Diệp thần ôm quyền nói. Đỏ rực mái tóc dài phiêu tán, tục tăng người đàn ông phượng viêm cửu cười ha ha một tiếng, nói thằng nhóc, ta nghĩ đến liền nhất định sẽ lại gặp nhau. Bất quá. Thật đúng là gia ta ý liêu. Tông chủ thật đúng là liệu sự như thần. Phượng viêm cửu trong lòng lẩm bẩm nói. Tiền bối, ta có là một muốn nhờ, người có thể từng nghe nói kỳ lân vực. Diệp thần một lời, nghe được phượng viêm cửu sửng sốt một chút, chợt tóc đỏ người đàn ông chính là hỏi ngược lại nói, người hỏi thăm kỳ lân vực làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Diệp thần thân trong lòng hỗn độn kỳ lân, hắn là đoán được, nhưng có một bước nhưng là không ngờ tới. Diệp thần có chỉ là vẫn còn giai đoạn trưởng thành kỳ lân con non. Đáng chết, lại là con non. Phượng viêm cửu thần sắc run lên, chợt mở miệng nói, người được theo ta cùng đi một chuyến cửu hỏa thần điện, chuyện này, có lẽ chỉ có tông chủ mới có biện pháp. Chu Uyên nhưng là theo bản năng kéo một cái Diệp thần ống tay áo, khẽ gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, bọn họ vậy hoặc hơn hoặc thiếu nghe một ít tin tức, tin đồn bên trong huyền yêu vực bên trong, sinh sát không ngừng. Chính là một nơi nơi luyện ngục, võ giả tầm thường đều là không muốn đặt chân. Phượng viêm cửu nhìn về Chu Uyên các người, nhẹ nhàng cười một tiếng, huyền yêu vực cũng không có các người tưởng tượng như vậy loạn, bất quá như vậy hiểu lầm cũng tốt, có người từ đầu đến cuối giữ kính sợ. Phượng viêm cửu trong mắt bên trong tràn đầy đối cái này vô hạn núi sông sáng ngời, thậm chí thoáng qua vẻ cưng chiều vẻ, giống như là ở đang nhìn mình hài tử vậy. Diệp thần thấy vậy, cũng là tỏ ý Chu Uyên yên tâm. Thái thần từ đầu chí cuối, cũng không có can thiệp qua bất kỳ. Phượng tiền bối, phiền toái dẫn đường. Tục tăng tóc đỏ người đàn ông chợt xoay người nói, ha ha ha, thằng nhóc, có quyết đoán. Cứ việc hắn dư quang liếc mắt một cái thái thần, cho dù là có như vậy cao thủ chấn giữ, nhưng nếu là cửu hỏa thần điện làm khó dễ, huyền yêu vực cử phách, có thể so với linh vực vậy suy bại thiên linh tông mạnh gấp 10.000 lần. Yên tâm, nếu có biến cố, ta phượng viêm cửu sách đầu tới gặp.
Một cái phượng hoàng thật vỗ cánh lên, phù diêu vạn dặm đi, ở sau lưng của nó, ánh lửa huyền nhược vân hà vậy thật lâu tràn ngập không tản đi hết, tại trong hư không lấp lánh rực rỡ, kéo dài đến mục không kịp cuối. Huyền yêu vực, cửu hỏa thần điện. Bất quá là đến gần cửu hỏa thần điện vòng ngoài, không khí cũng đã làm mỏng manh không thiếu, sóng nhiệt tấn công tới, làm được Chu Uyên một đường thần sắc ngưng trọng. Thái thần tu vi không sợ cái này cùng tầm thường yêu hỏa, còn như Diệp thần hắn nắm giữ thần hỏa, lại có luân hồi thần thân thể, tự nhiên lại càng không sợ hãi. Chỉ có Chu Uyên khổ không thể tả. Công tử, chỗ này tốt sinh quỷ dị, rõ ràng như vậy nóng bỏng, có thể ngươi xem. Khô miệng khô lưỡi, môi đã dạn nứt Chu Uyên đưa tay chỉ một cái, theo đảo mắt nhìn nhìn lại, xanh tươi tốt thúy lâm đầy vải, loáng thoáng có thể nghe được tiếng nước chảy. Tâm hỏa mà thôi. Diệp thần cười một tiếng, nghĩ lúc đó thu phục thánh thiên thần hỏa lúc đó, vậy kỳ dị lửa, nhưng là làm được vô số trí cường rối loạn tâm trí, ra tay giết người mình. Bất quá cân nhắc đến Chu Uyên trạng thái, Diệp thần liền thi triển ra hồng mông đại tinh không bảo vệ. Chu Uyên lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Mà giờ khắc này, võ đạo luân hồi đồ bên trong, huyết hoàng tộc nữ đế sừng sững ở đổ nát bên trong, quay đầu lại gian phế tích bụi bậm bên trong cuộn thành một đoàn tiểu kỳ lân. Vừa tựa hồ cảm ứng được cái gì, mắt đẹp trong nháy mắt, lẩm bẩm nói, liền ngươi cũng lâm vào rơi vào nông nỗi như vậy. Chỉ là lời nói này, Diệp thần hoàn toàn không biết. Ngoại giới, thái thần cũng là vào lúc này ngưng trọng nói, chỗ này không đơn giản. Phượng viêm cửu giờ phút này dậm chân tới, hướng Diệp thần các người cười to nói, đã an bài thỏa đáng, theo ta đi. Trên đường đi. Phượng viêm cửu nhưng là đối với Diệp thần lúc trước nói tới kỳ lân vực là một ngậm miệng không nói, ở hắn bên người, cũng là trước ở Thiên Linh Tông có duyên gặp qua một lần khuôn mặt quen thuộc. Nơi này là ta đền. Trước mắt người đàn ông cầm Diệp thần một nhóm ba người dẫn tới một nơi thiền điện sau đó, chính là tỏ ý bên cạnh mấy người rời đi. Phượng tiền bối, cứ nói đừng ngại. Diệp thần hít sâu một hơi, trước mắt nam tử mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được. Phượng viêm cửu cũng không ác ý. Tục tăng người đàn ông đi qua đi lại, nhìn xem thái thần và Chu Uyên, thấy Diệp thần không chút nào để cho hai người tranh ý, than nhẹ một tiếng mở miệng nói. Kỳ lân vực chính là hỗn độn kỳ lân nhất tộc tổ địa, theo vậy nhất tộc tiêu diệt sau đó, hắn tổ địa cũng đã gặp phải cướp, bên trong chân bảo sớm bị móc sạch. Diệp thần nghe vậy cả kinh, hy vọng cuối cùng lúc này tan biến. Nhưng có lời đồn đãi gọi. Chân chính vậy nhất tộc truyền thừa còn đang, bất quá nhưng là vĩnh viễn không cách nào mở ra. Vũ Hoàng cổ đế năm đó hạ xuống kỳ lân vực, từng chắc chắn trong đó có chí bảo, nhưng làm sao kỳ lân nhất tộc đã tiêu diệt, thiếu thuần huyết, không cách nào mở. Người muốn kỳ lân máu cỏ, nếu là có thể mở truyền thừa, nói không chừng có thể ở cổ tích bên trong tìm được. Phượng viêm cửu biết được Diệp thần thân trong lòng kỳ lân con non là một, nếu như kỳ lân vực vậy nhất tộc truyền thừa có thể hiện thế. Như vậy chìa khóa nhất định ở trên tay hắn. Kỳ lân vực tọa độ từ trước đến giờ không chừng, giống như là có sinh mệnh vậy phân ly ở thái thượng thế giới bên trong, người ngoại lai không thấy dấu vết có thể tìm ra. Tông chủ bế quan trước từng nói, tối đa một tháng, kỳ lân vực sẽ lần nữa hiện thế, đến lúc đó có thể mang ngươi cùng đi, cứ việc đã gặp đổi, thế nhưng cái truyền thuyết, sẽ dẫn vô số võ giả hướng tới. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Tử Hoàn Đại Đế cũng là mở miệng truyền thanh nói, nếu là ở Thái Thượng Công Đức trước trận chiến đạt được kỳ lân vực cơ duyên, có lẽ ngươi lấy đệ nhất tỷ lệ trong buổi họp thăng không thiếu. Thật ra thì năm đó ta cũng đối hỗn độn kỳ lân nhất tộc cảm thấy hứng thú qua, chỉ tiếc, không có duyên. Cụ thể ta không biết, chỉ biết là hỗn độn kỳ lân nhất tộc chân chính truyền thừa tuyệt không đơn giản, thậm chí quan hệ đến không không thời không một ít ý chí. Diệp thần ngẩn ra. Ngược lại là không muốn đạo Tử Hoàn Đại Đế cũng là nhúng tay trong đó. Hôm nay Thái Thượng Công Đức chiến càng ngày càng gần, nếu như kỳ lân vực thật muốn ở gần đây hiện thế, vậy lưu cho hắn thời gian sẽ không quá lâu. Mấu chốt, hắn lần này, phải ở Thái Thượng Công Đức chiến bên trong lấy đệ nhất. Cái này quan hệ đến thiên nữ tỷ tỷ và ma đế an nguy. Phượng tiền bối, trong miệng ngươi vị tiền bối kia, là lúc nào bế quan? Tóc đỏ người đàn ông nhẹ giọng nói, nửa tháng trước. Nói cách khác, còn cần nửa tháng. Diệp thần lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn về Phượng viêm cửu, võ đạo luân hồi đồ bên trong vị kia từng nói, hắn thời gian không nhiều lắm. Chỉ có tông chủ có thể suy diễn ra kỳ lân vực tọa độ,
huống chi, trước thời hạn lẻn vào Kỳ Lân vực, sẽ đưa tới huyền yêu vực các tộc bất mãn, một khi bị phát hiện, cho dù là cửu hỏa thần điện, vậy không tránh được một chút phiền toái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 410.